chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 171, con trai. Nghe vậy, tay bàng đại ca bắt đầu run rẩy cổ họng chuyển động, cố nén sự nghẹn ngào. Cảm ơn, anh Giang. Một tiếng anh Giang này, phát ra từ trong đáy lòng, đây là đối với sự cao thượng đáng kính trọng của Giang Hải. Ly trà kia, Giang Hải cũng không uống, suy cho cùng, Giang Hải không tính đồng ý giúp đỡ, từ đầu đến cuối không thay đổi quy tắc đã định ra, ngồi lại vào chỗ giang hải hỏi đi đến ngày hôm nay anh có hối hận không bàng đại ca lắc đầu không hối hận đúng vậy bàng đại ca chẳng qua chỉ là một tên lưu manh đầu đương xó chợ chỉ vì đi theo nhà họ triệu mới có được địa vị ngày hôm nay cả đời này có cái gì mà không hưởng thụ qua đối với một tên lưu manh mà nói sớm đã hưởng thụ đủ rồi nghiệp ra quay trở lại sách theo một chiếc túi cực kỳ đơn giản trà tốt thật sự không cần dùng bao bì xa hoa lộng lẫy, loại trà này trên thị trường cũng rất ít để có thể mua được. Để trà ở bên cạnh Giang Hải, nhưng Giang Hải lại không hề nhìn đến một lần. Cười ha ha nói, anh bàng, trà này có chút quý. Bàng đại ca đương nhiên hiểu ý trong câu nói của Giang Hải. Giang Hải đứng dậy, từ biệt bàng đại ca rồi rời đi. Bàng đại ca nói, đường Tuấn, tiễn cậu Giang đi. Nghiệp ra lại sách túi trà lên, Tiễn Giang Hải ra cửa. Lão Phúc từ đầu đến cuối trông coi ở bên ngoài, rất cung kính chào hỏi, "Anh Giang, anh muốn đi rồi sao?" Giang Hải gật đầu, rồi đi ngang qua ông ta. Cái lão Phúc này, đem lại cho Giang Hải một loại cảm giác kỳ dị, không nói được chỗ nào không đúng, nhưng luôn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Giang Hải hỏi, "Người tên lão Phúc này, làm quản gia cho anh bằng bao nhiêu năm rồi?" Cũng đến mười mấy năm rồi. Nghiệp gia nói, từ khi bắt đầu lăn lộn ở thành phố Giang Thanh, Lão Phúc đã theo anh bàng rồi. Giang Hải gật đầu, trong lòng đã hiểu rồi. Lão Phúc này, có lẽ là người nhà họ triệu ở phía Bắc, một cái cọc ẩn ở bên cạnh bàng đại ca. Thế giới tối tăm hỗn độn, Giang Hải nhìn người rất chuẩn, trong lòng toan tính suy nghĩ xấu gì, nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Chẳng qua, Giang Hải có thể nhìn ra được, mỗi ngày bàng đại ca sớm chiều ở bên, há lại không hề biết. Cái lão già này thành tinh này, hẳn là cố ý giữ lại cái cọc ẩn này. Có lão Phúc, bàng đại ca muốn truyền tin tức gì cho nhà họ triệu ở phía bắc đều được. Audio điện tử võ tấn bền. Cho dù là giả, thì cũng biến thành thật. Tỉnh Hải Đông này, giống như trải qua một trận động đất, bố cục của thế giới ngầm xảy ra biến đổi rất lớn. Có người vui mừng, có người lo âu. Có người vốn có quan hệ gần gũi với bảng đại ca, lần này không những không có tổn thất gì, ngược lại thành đại vương. Và có người hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Hải và bàng đại ca ngồi cùng với nhau, tỉnh Hải Đông trở thành một chỉnh thể, không người nào dám mỗ ngược. Giang Hải cũng biết những người bị gạt ra ngoài lề kia, lúc trước có quan hệ gần gũi với nhà họ Trác và nhà họ Hoác ở Đông Nam. Những người này, đối với tỉnh Hải Đông mà nói, là ăn cây táo, rào cây sung, bất luận ai lên nắm quyền, đều sẽ không giữ lại loại người này còn phía bắc bàng đại ca phân tích không sai nếu như tình hình phía bắc ổn định nhà họ triệu thật sự sẽ khai đao với bàng đại ca đối với nhà họ triệu bàng đại ca cũng đã hoàn thành sứ mệnh của ông ta vượt xa mong muốn của nhà họ triệu sợ là ban đầu khi nhà họ triệu nâng đỡ bàng đại ca cũng không ngờ bây giờ ông ta có thể thâu tóm cả một tỉnh tiếp theo có tính toán gì không giang hải tùy tiện hỏi nghiệp gia trầm mặc cúi đầu không nói anh giang đừng gọi tôi là anh giang ha ha tôi không đủ khả năng nhận nói rồi giang hải xua tay lên xe vốn định khuyên nghiệp ra mấy câu nhưng khi anh mở miệng tính nói lại không biết phải nói gì bàng đại ca và nghiệp gia hai người này đang chơi trò khổ nhục kế sao nghiệp gia muốn giang hải bảo vệ bàng đại ca kim thâu lái xe cẩn thận ưỡn ngực ngẩng đầu giang hải biết trong lòng tên nhóc này không phục ở thế đạo này biết đánh đấm xác thực là việc tốt nhưng biết động não mới có thể trở thành vua kim thâu nói anh giang bây giờ về khách sạn sao giang hải nói địa chỉ rồi kim thâu chuyển hướng đạp mạnh ga một con phố cũ phía sau phố đi bộ ngôi nhà có kiến trúc cũ rất cổ nơi này từng là nơi tụ họp của những người giàu có thời kỳ đó có thể sống trong tòa nhà này không giàu cũng là quý nhân nhưng giờ đây nơi này chính là một nơi cũ nát nó hề hài hòa với các tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh con trai của lôi đại ca, đang ở đây. Siêu thị Hồn Xuân, diện tích chưa đến 50 mét vuông, nơi này mặc dù rột nát nhưng với nơi tắc đất tắc vàng này cũng coi như không tệ. Lúc trước nghe ngóng được, con trai lôi đại ca mang họ mẹ, tên là Đường Thạch. Mười mấy năm qua, lôi đại ca đều có một thói quen, đến một con hẻm nhỏ ăn hoành thánh. Một gian hàng nhỏ vừa dơ vừa rách nát, cũng chỉ bán sủi cảo hấp và hoành thánh. Nam Chiến có nói qua với Giang Hải, lôi đại ca không phải thích hoành thánh ở nơi này mà là ở nơi này có thể nhìn thấy con trai của ông ta tiệm hoành thánh ngay đối diện là siêu thị hồn xuân anh giang anh đến đây có việc sao kim thâu nhăn mũi đang nhảy để tránh né con mương hôi thối dưới chân ăn một tô hoành thánh ở nhà bàng đại ca có rất nhiều món ngon anh vẫn chưa ăn no sao kim thâu cười nói mấy ông lớn đúng là nhiều quy tắc người khác chưa đụng đũa bản thân không thể ăn quy tắc gì cũng có được bên ngoài chúng tôi, lái xe tùy tùng gì đó, ăn rất ngon. Anh không biết đó, có một tên nhóc, ôm chân giò heo là gặp, suýt chút nữa bị mấy anh em đánh cho một trận. Kim Thâu còn đang lải nhải, Giang Hải đã đi vào tiệm Hoành Thánh. Hoành Thánh đã bán hết rồi. Một bà lão thấy có người vào tiệm, ngẩng đầu lên, đôi mắt của bà ta lờ mờ, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Giang Hải lấy ra mấy tờ 100 tệ, nhẹ nhàng để trên bàn, bà chủ, giúp tôi đi sang đối diện mua thùng bia mua thêm chút đậu phộng chân gà ngâm ớt gì đó tiền còn thừa đều là của bà hết đôi mắt bà lão sáng lên hí hửng hỏi lại thật ư tiền thừa đều là của tôi sao giang hải cười loại biểu tình thấy tiền thì sáng mắt này thật sự rất thực tế đều là của bà anh giang làm sao lại ăn ở đây phía bên ngoài này là phố đi bộ có rất nhiều đồ ngon giang hải xua tay tỏ ý kêu lục mão ngồi xuống. Bà lão cứ như sợ Giang Hải nuốt lời, chạy bước nhỏ đến siêu thị hồn xuân bên kia đường. Không bao lâu sau, bà lão xách một túi đồ, phía sau cùng đi là một thanh niên rất lôi thôi đang ôm thùng bia. Người thanh niên lôi thôi lếch khích, tóc rất dài, trên người phát ra mùi cà ri làm người khác nhăn mày. Anh ta mang một đôi dép lê, dính đầy cặn dầu. Đi trên đường một chân có vẻ hơi khập khiếng, có vẻ như không được cân đối lắm, ai lại có thể ngờ được con trai của lôi đại ca lại là có bộ dáng này bẩm sinh đã chân cao chân thấp trong lòng của đường thạch cha của anh ta có lẽ là chết từ lâu rồi anh ta cũng không ngờ rằng cha ruột của anh ta thỉnh thoảng sẽ ngồi trong tiệm hoành thánh ăn loại hành thánh khó nuốt này chỉ vì muốn nhìn anh ta một cái thật không biết lôi đại ca nhìn thấy bộ dạng này của con trai trong lòng có cảm giác gì đường thạch mặt nặng mày nhẹ giống như cả thế giới nợ tiền anh ta Đặt thùng bia xuống, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. "Này, anh bạn, Giang Hải kêu anh ta. Tôi muốn hỏi thăm anh về một người." Đường Thạch quay đầu lại, trợn mắt nhìn Giang Hải, tập tễnh rời đi. "Triệt tiệt, chơi trò lạnh lùng hả? Tên nhóc này này đang tìm." Kim Thâu nhảy vọt dậy. Giang Hải lại nói, "Kệ anh ta đi." "Này anh, anh đến đây có việc sao?" Bà lão sắp đến gần hỏi. Giang Hải gật đầu, bà có biết huyền lục thi không? Huyền lục thi là gì của đường thạch? Sau khi người mẹ qua đời, anh ta và dì sống nương tựa vào nhau, hai năm trước dì của anh ta cũng bị bệnh chết rồi. Những điều này, Giang Hải đều biết, chỉ là cố ý muốn tìm chủ đề để nói vài câu với đường thạch mà thôi. Anh tìm bà ta à? Sắc mặt bà lão có chút cổ quái. Sao thế? Không có gì, chỉ là lúc trước có một người, nhìn có vẻ khá giả, nhưng đầu óc cứ như có vấn đề ấy, cứ cách một đoạn thời gian lại đến tìm Huyền Lục Thi này. Tôi đã nói với ông ta 800 lần là người này đã chết rất nhiều năm rồi. À, đúng rồi, cậu thanh niên mới nãy chính là cháu trai của Huyền Lục Thi. Chẳng qua, lãng phí nửa ngày, người ta tìm căn bản không phải Huyền Lục Thi mà tôi quen biết. Giang Hải cười khẩy, cái người này nếu không có gì bất ngờ thì chính là Lôi Đại ca. Người vừa mới nãy là cháu trai của Huyền Lục Thi. Còn không phải sao, ôi chao, tuổi còn trẻ như thế, mà chỗ này đã có vấn đề rồi. Bà lão chỉ vào đầu của mình. Nhìn cũng rất bình thường. Giang Hải kỳ quái, Nam Chiến không nói con trai lôi đại ca có bệnh gì về thần kinh. Bà lão cũng bật máy hát khen, khuôn mặt biểu tình cổ quái, cả ngày không biết mân mê những thứ gì, còn lừa gạt được một cô gái ngủ cùng với cậu ta nữa. Ôi trời, con gái bây giờ. Đây đấy, anh xem kìa, cô gái đó đến rồi, thật là, mặc đồ ngắn như vậy, hồ ly tinh lẳng lơ. Giang Hải nhìn qua, một cô gái ăn mặc khá thời trang, cũng có chút xiêm rúa lẻ loẹt, sách túi hàng hiệu, mang giày cao ngót, đi những bước kết quốc, bộ đồ rất là mát mẻ, tâm hồn, rất to và tròn, đứa nào định lực không tốt nhìn vào sẽ, nung, ngay. Cả người toát lên mùi phong trần, óng hẹo đi vào siêu thị hồn xuân. Một người lôi thôi, một người thời thượng diễm lệ. Một đôi như như vậy cùng lăn trên giường, sẽ là loại trải nghiệm thị giác như thế nào nhỉ kim thâu cười ha ha anh giang cô gái này còn lẳng lơ hơn những người làm ở phía đông thành phố của chúng ta giang hải lặng im một hồi rồi đứng dậy rời đi bia và đồ ăn trên bàn không hề động đến ấy này cậu những đồ này tặng bà đấy kim thâu đi theo gãi gãi đầu nghĩ không hiểu anh giang anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy được người ủy thác thì phải cố gắng làm đã đồng ý rồi, thì Giang Hải sẽ đảm bảo sự an toàn của đường thạch. Chẳng qua, hoặc Yến Hoa đã hào binh tổn tướng rời đi rồi, càng không có người biết thân phận của đường thạch. Giang Hải đã đồng ý, cũng chỉ đến thế này thôi, sau này thế nào, không quan tâm nữa. Không bao lâu, một người của Thiên ưng môn đến trước mặt Giang Hải, đoạn thời gian này, đều luôn có anh ta ở thành phố Giang Thanh theo dõi, sợ đường thạch sẽ gặp bất chắc. Người phụ nữ đó là chuyện gì? nếu như nói hai người đó là quan hệ tình nhân giang hải cũng không tin chẳng lẽ còn có phụ nữ thích đàn ông ta vừa già vừa xấu còn không tắm người phụ nữ này là người của lôi đại ca sắp xếp tên nhóc này đúng là có diễm phúc đã không phải là người đầu tiên rồi làm cho gã ta tự tin vô cùng cứ tưởng hình dạng buồn nôn của mình thu hút nhiều người đẹp giang hải đã hiểu rồi lôi đại ca cũng thật là hao tốn tâm huyết với bộ dạng và khí chất của con trai ông ta đến mấy bà nhặt đồng nát cũng chê anh ta có mùi, sợ là chỉ có mấy cô gái phong trần vì tiền mà nhẫn nhịn để cung cấp dịch vụ thôi. Lúc trước, lôi đại ca vì bảo vệ đứa con trai này, không tiện đưa anh ta quá nhiều tiền. Chỉ có thể dùng những cách khác, để con trai trong đêm lạnh không cảm thấy cô đơn. Sau này thì sẽ khác rồi. Tập đoàn Uyển như có một dự án lớn sắp ra mắt, cải tạo cuộc sống cho các gia đình phải sống trong những căn nhà tạm bỡ ở thành phố Giang Thanh. Miếng đất tồi tàn này, sắp trở thành lịch sử tiền của lôi đại ca để lại giang hải vốn định đưa trả cho nam chiến nhưng nam chiến lại không lấy anh ta hy vọng có thể dùng một cách hợp lý giao đến tay đường thạch không ngoài ý muốn thì sẽ có người đưa hộ của đường thạch thành hộ bị cưỡng chế mà tập đoàn uyển như phải ra cái giá lớn để bồi thường giang hải lắc đầu phải cho lôi đại ca đủ thể diện xua tay buồn chán đi thôi về khách sạn có lẽ bên kia vợ tôi đã bắt đầu làm việc rồi chương 172, có chút khó coi. Lúc này, ở bên ngoài khách sạn, sắc mặt ung tiểu ni vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ, hội nghị ký hợp đồng phải cần có thư mời mới có thể vào. Ung gia ở thành phố Giang Thanh cũng tương đối có địa vị. Những người đang tiến vào hội trường, sôi nổi khách sáo chào hỏi với ung tiểu ni, khuôn mặt ngập ánh đỏ, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười mãn nguyện. Trong đó không ít người đã từng đứng một phía với nhà họ xài, cùng ngăn cản sự phát triển của tập đoàn Uyển Như. Nhưng bây giờ, đã thay đổi, trở thành nhóm đối tác của tập đoàn Uyển Như. Từ trong nụ cười cũng những người này, ông Tiểu Ni nhìn thấy rõ ràng sự chế nhạo. Khoảng thời gian này, việc kinh doanh của ông gia cứ xuống dốc không phanh, nếu tiếp tục như vậy, không đến nửa năm sẽ bị phá sản. Vì thế, ông Tiểu Ni cũng nghĩ giống như những người khác, muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ được, hai nhân viên bảo vệ tầm nhìn hạn hẹp này lại ngăn cản không cho cô ta vào cửa. Các người có biết cô xài là ai không? Ách ngồi đáy giếng, ngày đây tiên lên thành phố đi làm phải không? Sắc mặt của một chủ quản bậc cao của Ung um Gia tái mét, đang gầm lên giận dữ với bảo vệ. Trên đồng phục của những bảo vệ này viết là bảo vệ của thành phố Giang Tư, hẳn là một công ty an ninh nhỏ ở thành phố Giang Tư. Ở thành phố Giang Thanh này không có ai dám không nể mặt nhà họ xài cậu tốt nhất ngoan ngoãn nhường đường cho tôi, có biết chủ tịch xài và chủ tịch cố của các người là họ hàng không? Ung Tiểu Ni và Cố Thượng sớm đã trở mặt, bây giờ Cố Thượng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ xài. Nhưng hai người vẫn chưa ly hôn, nghiêm khắc mà nói, thật sự vẫn có quan hệ thân thích với Cố Uyển Như. Thân thích? Thật ư? Người kia hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hếch lên, với thân phận một bảo vệ nhỏ bé như cậu, tôi có nhất thiết phải lừa cậu không? Đưa đây! quyền khải không tin duỗi bàn tay của mình ra đưa cái gì đương nhiên là chứng cứ anh làm sao chứng minh được mình có quan hệ thân thích với chủ tịch cố của chúng tôi tên ở cùng trên sổ hộ khẩu hay là cùng một cha mẹ danh con tôi nói chuyện tử tế mà con dám lên mặt à người kia giận dữ anh ta biết lấy chứng cứ ở đâu ra chứ quyền khải đứng thẳng tắp ưỡn ngực nghiêm khắc chắn đường đi nói chuyện tử tế lên mặt mặt của anh quá dày rồi đấy, tôi không cần. Còn nữa, tôi cũng chả cần phải lên mặt với ai cả, mặt tôi vốn dĩ đẹp trai vô đối sẵn rồi. Cậu, người kia bực tức chỉ vào mũi huyền khải. Tôi cái gì tôi, không có thư mời, vậy thì biến. Cái gì mà thân thích, anh không có điện thoại sao? Một tờ thư mời cũng không đưa cho anh, ai biết được là thân thích gì, không chừng là chó hoang đang chui giúp bên cột điện nào. Ung tiểu ni vô cùng tức giận, thân hình to mập của cô ta run rẩy không ngừng. Nhưng cô ta không muốn rời đi, bây giờ có rất nhiều công ty đều không muốn hợp tác với nhà họ xài, mà chuyển sang lao vào hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Nếu như còn không tìm được dự án tốt, ông gia sẽ lụi bại trong tay của cô ta. Trước mắt, tập đoàn Uyển Như là lựa chọn tốt nhất của nhà họ xài. Lúc này, ông Tiểu Ni vô cùng hối hận, hối hận tại sao mình lại đối địch với tập đoàn Uyển Như. Tất cả những việc này, đều là vì cố thượng nếu không phải là việc ở thành phố giang tư lần đó đi đến một bên cố xài vân lấy điện thoại ra cố thượng anh lập tức qua đây cho tôi cái gì cố thượng tôi nói cho anh biết nếu như bây giờ anh không qua đây anh đừng mong nhận được một xu được tôi đợi anh anh tốt nhất xuất hiện trong nửa tiếng nữa cho tôi gần đây sức khỏe của của cố hạo dân lại không tốt đang nằm trong bệnh viện cố thượng có thể nói là đến đường cùng rồi, lúc này đang lo âu vì viện phí. Từng là cậu chủ cố gia ở thành phố Giang Tư, lại xa suốt thành bộ dạng như bây giờ. Mặc dù cố gia không được tính là hào môn, nhưng ít nhất cũng là đại gia có khối tài sản mấy trăm triệu, cố thượng chưa từng chịu khổ nhiều như vậy. Không thể làm một con chó được biết nghe lời, ung tiểu ni đương nhiên sẽ không cần anh ta nữa. Nhưng ly hôn sẽ lâm vào tình thế bế tắc, cố thượng muốn một khoản tiền, Ung Tiểu Ni đương nhiên là vắt chảy ra nước không chịu cho. Lúc này, Sài Thái muốn gặt mặt của Uyển Như, nên mới cần cố thượng phối hợp. Uông Tiểu Ni đứng một bên, nhìn ra bên ngoài. Cô ta không muốn chào hỏi với những người ra ra vào vào ở đây, bị cự tuyệt ở ngoài cửa đã đủ mất mặt rồi. Nhưng từ phía sau lại vang lên một giọng nói. Cô Sài, sao cô lại ở đây vậy? Quay đầu, sắc mặt ung Tiểu Ni biến đổi, ở không xa, Hoành Thiên Giai chậm rãi bước đến cô sai, để tôi giới thiệu với cô, vị này là cậu chủ của nhà họ Hòa ở phía Bắc, Hòa Tiến. Gia tộc phía Bắc, ung tiểu ni biểu tình nghiêm nghị, xin chào, anh Hòa. Sao cô còn không vào? Hoành Thiên Giai hỏi. Ung tiểu ni có chút khó xử, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Người đi bên cạnh nhanh nhỏ nói, tiến vào hội trường cần thư mời, chỉ là... Thư mời, Hoành Thiên Giai cũng lạnh mặt lại, anh ta cũng không có thư mời. Anh Hòa, nếu như anh muốn gặp cố Uyển như, hay là tôi sắp xếp một cuộc hẹn khác cho anh. Đôi mày hoành thiên dai mảnh mai lộ ra gian trá. Hòa tiến hừ nhẹ một tiếng, thời gian của tôi rất eo hẹp, hôm nay đi, anh cần phải biết, nhà họ hòa có thể hợp tác với tập đoàn Uyển như, đó là phúc của cô ta. Chỉ là, hoành thiên dai biết tính giang hải, thật sự sẽ không nể nang gì ai. Chỉ là cái gì? Chủ tịch hoành, anh là chủ tỉnh của một thành phố, chẳng lẽ một hội trường nhỏ nhoi cũng không vào được hòa tiến nói chưa từng có ai dám cự tuyệt người của nhà họ hòa ở ngoài cửa cả chắc chắn cô ta sẽ phải nể mặt thôi nói rồi hòa tiến đi về về hướng hội trường hoành thiên giai hàm ý sâu xa nhìn ung tiểu ni rồi lập tức đi theo anh ta khóe miệng ung tiểu ni nở một nụ cười khẩy cô ta cũng không tin là tập đoàn uyển như đến cậu chủ của nhà họ hòa mà cũng dám cản đường xin chào mời ngài trình thư mời của ngài. Quyền khải kỹ lượng làm việc của bản thân, mỗi người tiến vào đều phải trình thư mời ra. Cũng không phải cố huyền như làm lớn bắt buộc phải thư mời gì đó, mà là Lan Kiều và Giang Hải đưa ra ý kiến này. Có thư mời mới có thể tiến vào hội trường, ra vẻ rất có phong cách. Trên thực tế, hội nghị chiêu thương chẳng qua chỉ là hình thức, tất cả các dự án hợp tác đều đã bàn bạc ổn thỏa, chỉ thiếu bước ký tên cuối cùng mời tất cả các thương nhân cùng hợp tác lại với nhau để tổ chức một bữa tiệc một là tiết kiệm thời gian hai là thể hiện thực lực của tập đoàn uyển như để tất cả mọi người thấy được có bao nhiêu người chờ để được hợp tác với tập đoàn uyển như ai cũng không thể dự tính được sẽ xuất hiện một màn này cũng không ai ngờ ung tiểu ni sẽ đến càng không người nào nghĩ hoành thiên giai không mời sẽ tự đến mà sự xuất hiện của cậu nhà họ Hò hòa ở phía bắc càng lại là chuyện bất ngờ chuyện phương tây tránh ra, bị ngáng đường nên sắc mặt của hòa tiến trầm xuống. Thưa ngài, mời ngài trình thư mời. Quyền khải đúng mực. Từ trước đến giờ chưa có nơi nào tôi và gia đình tôi không thể đi, một hội nghị chiêu thương nhỏ nhoi của tỉnh Hải Đông mà cũng dám ngăn cản tôi. Hoành thiên giai tiến lên trước nghiêm mặt nói, tôi là chủ tịch thành phố, anh mau tránh ra đi, đừng làm chậm trễ hợp tác của nhà họ hòa với tập đoàn Uyển như, nếu như có hậu quả gì, không phải một bảo vệ nhỏ bé như anh có thể đảm đương được đâu. Huyền Khải nghiêm túc đánh giá hai người, đương nhiên nhìn thấy Ung Tiểu Ni đi theo phía sau muốn trộn lẫn tiến vào. Anh ta nở một nụ cười, thật sự xin lỗi, nếu không có thư mời, tôi không thể để mọi người tiến vào được, đây là trách nhiệm công việc của tôi. Tôi thấy anh đang tìm chết, cái tên đi theo Ung Tiểu Ni lại xuất hiện, gào lên. Có biết người này là ai không? Là cậu chủ của nhà họ hòa ở phía Bắc. Nhà họ hòa ở phía Bắc. Hừ, thế nào, sợ rồi chứ gì, còn không nhanh cút sang một bên cho tôi." Người kia cáo mượn oai hùng quát to. Sau đó anh ta khom lưng cười nịnh nọt với Hòa Tiến, "Cậu Hòa, mời anh vào." Hòa Tiến đang định bước đi, lại bị Huyền Khải chặn đường, nhà họ Hòa ở phía bắc. "Không quen biết." Hòa Tiến sững sờ, người bảo vệ này lại dám làm trò trước mặt mình, chán sống rồi sao? Hoành Thiên giai nói, "Anh Hòa, một bảo vệ nhỏ bé sợ là không biết đến nhà họ Hòa đâu." Nói rồi anh ta nhìn về phía Huyền Khải, sắc mặt lạnh lùng, chẳng lẽ đến tôi, à anh cũng muốn ngăn cản. Đúng vậy, chẳng lẽ đến chủ tịch thành phố mà anh cũng dám ngăn cản ở ngoài sao? Tên kia chế giễu, tôi thấy, chén cơm này của anh xem như đã ăn hết rồi. Sợ đến mạng của mình cũng đến số rồi. Huyền Khải vốn không muốn nể nang gì Hoành Thiên giai, trước khi đến, Giang Hải đã dặn dò qua, nếu như là người có liên quan đến Hoành Thiên giai, cho dù có thư mời cũng phải chặn ở ngoài cửa. Không ngờ, Hoành Thiên giai đích thân đến. Hoành Thiên giai đã làm việc gì, Giang Hải sao có thể không biết chuyện anh ta và Ung tiểu ni cấu kết với nhau làm việc xấu? Sự xuất hiện của Hoành Thiên giai tuyệt đối không phải là việc tốt gì. Chủ tịch Hoành, sắc mặt Huyền Khải biến đổi, không quen biết. Lại duỗi tay, thư mời. Sếp của chúng tôi chắc chắn sẽ gửi thư mời cho chủ tịch Hoành đấy. Nếu không có thư mời, ai cũng đừng hòng vào được. Hoành thiên giai sắc mặt u ám đáng sợ, nhưng lại không phát giận ngay lập tức, tranh luận với một bảo vệ, rất không sáng suốt. Sự tranh cãi của mấy người bọn họ, sớm đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thấy bảo vệ chặn hoành thiên giai ở ngoài, mọi người đều lắc đầu. Người bảo vệ này, thật là thiếu hiểu biết. Tập đoàn Uyển như muốn phát triển kinh doanh ở thành phố Giang Thanh, thì làm sao lại có thể đắc tội loại khách lớn nắm quyền trong tay như hoành thiên giai được chứ, anh ta chính là hoàng tộc đó một người trung niên nhân hậu không thế tiếp tục đứng nhìn được nữa cười nói người thanh niên anh ta đúng là chủ tịch hoành đấy đúng đó anh nhanh xin lỗi đồng thời mời chủ tịch hoành vào đi nếu không thì anh không thể gánh được hậu quả đâu huyền khải vẫn giữ nguyên lập trường nhàn nhạt nói không có thư mời ai cũng không được vào chủ tịch hoành là ai tôi không quen biết nhà họ hòa ở phía bắc tôi cũng không quen biết hòa tiến không thể nhịn nổi nữa nhà họ Hò hòa đã bao giờ bị người khác từ chối thế này cơ chứ chỉ là một tập đoàn uyển như nhỏ nhoi còn muốn lên trời sao nếu không phải nhà họ Hò hòa ưng ý một dự án kỹ thuật của tập đoàn uyển như anh ta còn lâu mới lặn lội đến đây thật sự là đã nể mặt cố uyển như lắm rồi đi ném tên này sang một bên cho tôi hòa tiến gần giọng nói ở phía sau anh ta một người vệ sĩ bệ vệ đi về phía trước bàn tay cỡ như quạt hương bổ đẩy huyền khải huyền khải vẫn như vậy Đứng thẳng tắp, khóe miệng nở một nụ cười chế nhạo. Hừ, tay của vệ sĩ đẩy trên ngực của Huyền Khải, nhưng Huyền Khải lại không nhúc nhích tí nào, giống như đang đẩy lên một cây cột điện. Mặc dù anh ta không dùng hết sức mình, nhưng lực đẩy này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Sức mạnh của một võ giả, sợ là người bình thường rất khó mà hiểu. Sắc mặt người vệ sĩ đỏ lên, đã sơ ý rồi, không ngờ đối phương lại là người có luyện tập. Hừ lạnh một tiếng, lập tức, sức lực như rời núi lấp bể trào ra. Huyền Khải đột nhiên nghiêng người, mũi chân duỗi ra. Người vệ sĩ thân thể nghiêng ngã, chút nữa té chụp ếch. Đáng chết, người vệ sĩ tức giận, quay người đi đường quyền. chương 173, thành ý hợp tác. Nắm đấm được phóng to nhanh chóng trong đồng tử. Nhưng Huyền Khải cũng không phải dạng vừa, là anh ra tay trước. Dầm, nắm đấm của Huyền Khải đánh ra sau nhưng đến trước, lấy cứng trọi với cứng cùng với nắm đấm của tay vệ sĩ. Quyền Khải lùi liên tiếp về sau 4 năm bước, giả vờ rất chật vật mới đứng vững được. Nhưng người vệ sĩ kia lại bay ra 4 năm mét, anh ta lộn ngược trên không một cách đẹp mắt rồi đứng vững vàng. Vệ sĩ sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng ngạc nhiên, nhìn có vẻ động tác của anh ta rất đẹp, nhưng thật ra anh ta lại chịu không ít thiệt thòi. Người này chỉ một bảo vệ, thực lực lại không hề yếu so với mình. Anh ta làm sao biết được, quyền này của Huyền Khải hoàn toàn có thể phế bỏ cánh tay đó của anh ta. Trong lòng Huyền Khải cười khẩy, loại người này cũng được xưng là võ giả. Tôi đã nói rồi, không có thư mời, ai cũng không thể tiến vào. Giọng của Huyền Khải nói năng mạnh mẽ, như một thần giữ cửa, đúng sừng sững ngay giữa. Hòa Tiến cũng không ngờ, vệ sĩ của mình lại có vẻ yếu thế. Hai người cùng lên đi, ném thằng nhãi kia ra ngoài. Anh ta thật sự đã tức giận rồi, sắc mặt tái xanh. Tập đoàn Uyển Như, đúng là coi trời bằng vung, đến vệ sĩ của nhà họ Hòa mà cũng dám đánh. Nếu như cứ mặc anh ta ngông cuồng như vậy, há chẳng phải không coi thế ra phía bắc ra gì sao? Một người vệ sĩ khác thấy anh em của mình chịu thiệt, sớm đã không thể nhẫn nại rồi, Hòa Tiến vừa dứt lời. Lách mình một cái, tấn công về hướng Huyền Khải. Danh con, tôi phải làm cho cậu quỳ xuống xin tha. Vậy sao? Huyền Khải khuôn mặt thách thức. Vệ sĩ kia còn chưa tấn công đến trước mặt Huyền Khải, thì đã có mấy nắm đấm đến trước mặt anh ta. Lần này đến thành phố Giang Thanh, Huyền Khải dẫn theo đội ngũ 20 người. Cái đám nhãi này, có đánh nhau là giống như ruồi gặp phân, sớm đã không nhịn được muốn động tay rồi. A à, a à à à. Vệ sĩ kêu lên thảm thiết, lúc trở về còn nhanh hơn lúc đi, gần như bay trở về. Nằm bò ở dưới đất nửa ngày rồi cũng không đứng lên nổi, đôi mắt tím đen, máu trong mũi chảy dài ra, tương đối thê thảm. Hoành thiên dài đúng một bên, vui vẻ cười nhạo. Thế ra phía Bắc, đến hoàng tộc bình thường đều phải nhường ba phần, nhưng tập đoàn uyển như làm thế này, đúng là tự tìm đường chết. Ra tay đánh người thế này, sợ là rất khó hóa giải mâu thuẫn. Ôi, đây là ai mà uy phong lớn như vậy, lại đến nơi này gây sự. Sau một câu châm không lạnh không nóng, Giang Hải bước đến. Sắc mặt anh thản nhiên, cũng không nhìn Hoành Thiên Gai. Một nửa hoàng tộc mà thôi, đối người khác mà nói, anh ta có thể là trời, nhưng đối với Giang Hải mà nói, chẳng qua chỉ hơi lớn hơn con dẹp một chút mà thôi. Danh xưng đế vương, đặt lợi ích của Phương Đông lên hàng đầu, nếu như đế vương can thiệp thay đổi triều đại, sợ là đế vương sớm đã là chủ nhân của mảnh đất Phương Đông này. Chính vì đế vương không can thiệp vào nội bộ hành chính của Phương Đông, nên hoàng tộc mới càng phải kiêm nể nếu như, người kế nhiệm đế vương nào đó muốn chiếm lấy vị trí đó, lại như thế nào? Thiên hạ này, sợ là phải giấy lên một trận gió tanh mưa máu. Hoành thiên giai, chẳng qua là quản lý hành chính của thành phố Giang Thanh, thậm chí không đủ tư cách để biết đến thân phận của Giang Hải. Lại năm lần bảy lượt làm cho Giang Hải chán ghét, đúng là tìm chết. Huyền Khải gặp Giang Hải, lập tức chào. Anh Giang, là anh ta ra tay trước. Với lại, không có thư mời còn muốn xông vào. Giang Hải gật đầu, đuổi đi là được rồi. Nói rồi mặc kệ mọi người, tiếp tục đi thẳng vào hội trường. Cố Huyền như một mình bận trong bận ngoài, chắc là đã rất mệt mỏi, mặc dù Giang Hải không giúp được việc gì, nhưng cũng phải trông coi ở bên cạnh. Giang Hải. Một giọng quát lạnh, Hoành Thiên giai cười khẩy liên tục, không ngờ bữa tiệc của tập đoàn Huyền Như, đến tôi là chủ tịch thành phố cũng bị các người cự tuyệt ở ngoài cửa. Được, được lắm tập đoàn Uyển Như, được lắm. Liên tục nói liền mấy chữ được, trong mắt Hoành Thiên dai lóe lên tia nham hiểm. Thế này là không ổn rồi. Có người vỗ đùi phán, vừa nãy chỉ biết xem trò vui, không nghĩ đến tầng này. Là sao, có người hỏi. Tập đoàn Uyển Như muốn kinh doanh tại thành phố Giang Thanh, không qua được cửa của Chủ tịch Hoành, sợ là không những kiếm không được tiền, mà còn lỗ rất nhiều tiền. Hiện tại hợp tác với tập đoàn Uyển Như, sợ là không ổn rồi, đắc tội chủ tịch hoành có thể sống tốt được sao nhiều người bên cạnh lập tức hiểu ra đúng rồi hoành thiên giai là chủ quản của thành phố tùy tiện dùng chút thủ đoạn tất cả các dự án của tập đoàn uyển như sợ là đến tư cách kinh doanh cơ bản nhất cũng không làm được này ông anh vậy hợp tác của chúng ta với tập đoàn uyển như việc này khó nói lắm trước tiên xem thái độ của giang hải này thế nào đã nếu như anh ta quỳ xuống xin lỗi có lẽ chủ tịch hoành cũng đại nhân đại lượng anh ta không phải là người đi ở rể sao, quả là cả gan làm loạn, đắc tội chủ tịch hoành. Cố huyền như kia đúng là mù mắt rồi, sao lại gả cho một tên ngốc như thế? Sợ là anh ta cũng không biết, kết cục của người đắc tội chủ tịch hoành. Các người đừng quên, còn có một nhà họ hòa ở phía bắc. Mọi ánh mắt đều hướng về hòa tiến, ở trên phương diện nào đó, hòa tiến còn đáng sợ hơn hoành thiên giai, những gia tộc phía bắc này, làm việc xưa nay không bàn đến quy củ anh là giang hải hòa tiến mặt lạnh cũng là cha của mày đấy người đi với hoành thiên giai giang hải biết ngay chẳng phải người tốt lành gì huống chi người nhà họ hòa phía bắc với giang hải còn có chút ân oán cái nhà họ hòa này làm thương mại xuất nhập khẩu lợi dụng đế vương đi đường chợ đen kết quả còn muốn gài bẫy đế vương một vốn rất là đáng ghét mặc dù việc này là do mấy lão già chết tiệt nhà họ hòa làm nhưng nhà họ hòa để lại ấn tượng rất không tốt cho giang hải âm thầm điều tra một phen cái nhà họ hòa này lại có câu kết với ninja của nhật lén lút vận chuyển những đồ của phương đông cấm xuất khẩu ra bên ngoài các giao dịch ngầm của thế giới ngầm xưa nay luôn là đế vương phụ trách quản lý làm những điều này sau lưng đế vương không diệt kẻ ăn cây táo rào cây sung là nhà họ hòa này cũng xem như giang hải phát lòng nhân từ rồi không ngờ người nhà họ hòa lại tìm đến cửa tìm đường chết muốn xông vào bữa tiệc mày nói cái gì Hòa Tiến không ngờ Giang Hải mở miệng đã mắng xéo mình. Giang Hải đứng trước mặt Hòa Tiến, nói lại từng chữ một, tao nói, tao là cha của mày đấy. Con trai ngoan, quỳ xuống thỉnh an đi. Mày, được lắm, tao không tranh cãi với mày. Hòa Tiến nghiến răng nghiến lợi. Việc ngày hôm nay chưa xong đâu, tập đoàn Uyển Như, tao sẽ đích thân làm cho nó bị tiêu diệt. Giang Hải rất không quan tâm, xua xua tay, tùy mày. Chồng ơi, chuyện gì thế? lúc này cố huyền như nghe có người gây sự bên ngoài nên vội vàng chạy ra xem giang hải cười không có việc gì vợ à chỉ là mấy con dẹp thôi thật là muốn dẫm chết hết nói rồi giang hải nhìn về phía hoành thiên giai nếu như cái gã này tiếp tục âm thầm làm việc xấu giang hải cũng không để ý khiến thành phố giang thanh đổi một chủ quản mới hoành thiên giai và hòa tiến kể tại nói nhỏ mấy câu hòa tiến cũng biết lúc này mặt mũi đã mất hết rồi nhìn ra được những bảo vệ đó đều không phải hạng xoàng lấy cứng trọi cứng chỉ làm cho bản thân chịu thiệt thương lượng xong rồi hai người đi về trước đối với điều này giang hải xem như đều không nhìn thấy trong lòng hai người mang ý nghĩ xấu xa gì giang hải thậm chí còn lười nghĩ tới ở trước mặt thực lực tuyệt đối mấy loại mưu kế này chỉ là trò cười chỉ cần giang hải nói rõ thân phận thế ra phía bắc sẽ phải sợ đến mức run rẩy uyển như Uyển Như đang nói chuyện với Giang Hải, một tiếng gọi làm sắc mặt của Uyển Như biến đổi rõ rệt. Cố Thượng đứng ở trước mặt. Lúc này, Ung Tiểu Ni khoác cánh tay của Cố Thượng, mà Cố Thượng thể hiện rất thận trọng, sắc mặt cũng không phải rất tốt. Cố Thượng đầu tóc rối bù, mặt vàng như nghệ, trong đôi mắt toàn là tiêm máu. Anh đây là, Cố Uyển Như không biết nên hỏi như thế nào, Cố Thượng giống như chạy ra từ trại tị nạn vậy. Ung Tiểu Ni cười cười, Trẻ đầy sự bối rối, anh ấy á, vừa mới ở bệnh viện chạy về đây. Chẳng lẽ cậu hai lại bệnh rồi, cố huyền như nghe vậy biết ngay là đã có chuyện gì. Cố thượng gật đầu, thở dài. Giang Hải nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Mặc dù không thích cái người tên cố thượng này, nhưng anh ta ở cố gia cũng coi là một người còn có chút tình người. Cố hạo dân bệnh tật, anh ta cung hầu hạ vô cùng chu đáo, làm người thì rất tệ, nhưng làm con trai thì vẫn khá được cố thượng nói uyển như hôm nay anh đúng lúc tôi đến thành phố giang thanh đợi bên này xong hết công việc tôi sẽ đi bệnh viện thăm cậu hai có việc gì đến lúc đó nói một lượt cố uyển như vẫn rất nặng chuyện tình cảm bất luận những người thân này đối xử với cô thế nào cô cũng mềm lòng trước sau vẫn cắt không dứt được đoạn tình thân này cố thượng vội vàng gật đầu đang muốn đồng ý ung tiểu ni lại đẩy đẩy anh ta cố thượng anh xem uyển như đến thành phố giang thanh tổ chức hội chiêu thương cũng không đưa cho chúng ta một bức thư mời cố thượng méo miệng ngỡ ngàng không nói lời nào anh ta không biết nên nói thế nào ung tiểu ni thay đổi thái độ khác trước lúc này lại rất nhiệt tình với cố uyển như ôi uyển như bộ đồ em mặc hôm nay thật là xinh đẹp giang hải kéo tay cố uyển như chậm rãi nói lấy từ trung tâm mua sắm thành phố giang tư đó ha ha là sản nghiệp của nhà chúng tôi ung tiểu ni sượng mặt giang hải đây là cố tình nhắc đến chuyện cũ đây mà Cố huyền như nói, thật sự ngại quá, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tạm thời không thể tiếp đãi hai người được, đợi xong việc rồi, sẽ đi bệnh viện thăm cậu hai, lúc đó rồi nói sau. Nhìn cố huyền như xoay người tiến vào hội trường, mặt ung tiểu ni sầm xuống. Quang mạnh tay cố thượng ra, hư lạnh nói, cố thượng, tôi kêu anh đến để làm cái gì? Anh bị câm à? Cô kêu tôi đến, tôi đến rồi. Cố thượng không còn giữ mặt mũi gì nữa, xòe tay ra, cô đã nói rồi, tiền đâu? anh còn đòi tiền, việc đã bàn xong đâu anh đòi tiền gì. Ung tiểu ni xoay người rời đi. Cố thượng vẫn đứng tại chỗ, tiếp tục cười khẩy, cô hình như quên rồi, chút nữa huyền như sẽ đi bệnh viện thăm cha tôi, đây là cơ hội duy nhất của cô. Ung ra bây giờ tình hình như thế nào cô hiểu rõ hơn tôi, cứ tiếp tục như thế này, ung ra sẽ bị đào thải khỏi thành phố Giang Thanh. Đến lúc đó, cho dù cô đi bán thân, cũng không ai cần hàng nát đâu. Xấu xí như vậy, con mẹ nó, ai mà thèm. Những tập đoàn thế gia đó của thành phố Giang Thanh, rất nhanh sẽ có thể nuốt trọn ung ra đến xương cũng không còn. Ung tiểu ni tức điên rồi, giờ tay muốn đánh cố thượng một bạt tai. Cố thượng ngẩng mặt, cô đánh đi, đánh thử xem. Ung tiểu ni, cô tốt nhất đưa tiền cho tôi ngay bây giờ, nếu không, tôi đảm bảo tập đoàn uyển như tuyệt đối sẽ không hợp tác với nhà họ xài, hơn nữa. Tôi sẽ thuyết phục uyển như, dẫm ung ra xuống chân, hung hăng mà nghiền nát. Ung tiểu ni chậm chạp thu tay về, nghiến răng nói, tôi đưa trước cho anh năm 000 nghìn, ung gia và tập đoàn uyển như ký kết hợp tác, tôi sẽ đưa thêm số tiền còn lại. Hơi do dự, rồi cố thượng nói, được, mau đưa tiền đây. Người nghèo trí ngắn, ngược ốm lông dài, cố thượng thật sự sốt ruột đến điên rồi, còn không trả tiền viện phí, thì họ sẽ đuổi cố hạo dân ra ngoài. Trong hội trường, tay cố uyển như cầm ly rượu đỏ, nói chuyện rất vui vẻ với các lão đại của thành phố Giang Thanh. Mà Giang Hải chui vào khu vực thức ăn nhẹ, ăn như vũ báo. chương 174, có quỷ mới tin. Anh Giang, đây là tiệc của chúng ta. Kim Thâu đứng một bên không nhìn nổi nữa, người không biết còn tưởng Giang Hải là tên vụng trộm lẻn vào ăn uống chùa nữa. Mỗi lần thấy Giang Hải ăn, đều có cảm giác như đồ nhà quê đi ăn buffet vậy, là kiểu nhất định phải ăn cho hòa vốn mới được. Giang Hải liếc nhìn Kim Thâu một cái, Kim Thâu vội vàng rụt cổ lại. Cầm chiếc bánh ngọt trong tay, đứng ở bên cạnh Cố Uyển Như, vợ à, em có dự định như thế nào với ung gia ở thành phố Giang Thanh? Cố Uyển Như sao mà không biết ung tiểu ni nghĩ cái gì chứ? Cố thở dài, chồng à, anh nói em nên làm thế nào? Trước kia, thật ra cố thượng đối xử với em cũng coi như khá tốt. Trước đó, hành vi của ung tiểu ni khiến cho tập đoàn Uyển Như tổn thất nghiêm trọng, bây giờ lại tự mình tới cửa khóc lóc cầu xin hợp tác lấy đâu ra chuyện béo bở như thế nhưng cố uyển như là bận tâm đến cố thượng vừa nãy mới gặp cố uyển như cũng biết cố thượng sống không hề tốt giang hải cười cười hay là như vậy đi thì thầm mấy câu mắt cố uyển như sáng lên em thấy được đó hoàn thành từng bước việc ký hợp đồng xong những đối tác hợp tác thật ra không hề thiết tha gì giang hải cũng hiểu rõ mình đắc tội với hoành thiên giai vì ép nhà họ Hò hòa ở phía Bắc, những thương nhân gió chiều nào nghiêng chiều ấy như thế này, sợ là phải tăng thêm 200% cảnh giác. Hợp đồng là ký rồi, nhưng bao giờ mới đưa chuyện hợp tác đi vào thực hiện thì vẫn còn là một ẩn số. Có thể tưởng tượng ra, những tập đoàn này nhất định sẽ tìm mọi cách trì hoãn việc hợp tác sau này lại. Kết thúc bữa tiệc thì đêm đã khuya. Biệt thự của Hoành Thiên Giai. Sắc mặt Hòa Tiến vô cùng khó coi chủ tịch hoành điều tra ra chưa hòa tiến híp híp mắt không hề nhìn chén trà mà hoành thiên giai đẩy đến trước mặt mình hòa tiến muốn hoành thiên giai thông qua phía hoàng gia để điều tra giang hải nhưng vết tích quá sạch sẽ khiến cho người ta phải rơi lệ giang gia ở thành phố giang tư mười mấy năm trước đã bị tiêu diệt rồi giang hải là trẻ mồ côi người duy nhất của giang gia còn sống nhưng từ đó về sau giang hải không có nơi ở cố định chỉ có thể điều tra ra có người âm thầm giúp đỡ, còn rốt cuộc là ai thì không thể tra ra được. 5 năm trước, Giang Hải đột nhiên mất tích, từ đó anh làm cái gì, ở đâu, đều là một mảng trống rỗng. Mấy tháng trước, Giang Hải đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là làm lái xe cho Cố Uyển Như, sau lại ở rể, tiếp đến, Uyển Như thành lập tập đoàn Uyển Như. Tập đoàn Uyển Như là tiền của Cố Uyển Như sao? Có đánh chết họ cũng không tin. Nhưng, Giang Hải lấy từ đâu ra nhiều vốn đến thế? Năm năm mất tích này đã trở thành một câu đố. Còn nữa, những kỹ thuật mà tập đoàn Uyển Như nắm giữ kia, những cái hiện giờ được công bố, hầu như nước ngoài đều có, tập đoàn Uyển Như ngược lại có thể nghiên cứu được ra thành quả. Không thể nào, nhất định là thông qua con đường phi pháp nào đó mới đạt được. Hoành Thiên Gai đã điều tra giang hải không chỉ một lần, nhưng kết quả đều không khác biệt là bao. Một mảnh trống rỗng, gì cũng không tra ra được. Điều này quá mức kỳ quái. Giang Hải là không xác định được. Hoành Thiên giai nheo mắt lại. Không tra được tin tức gì, anh ta cũng không thể nào khống chế được. Hoành Thiên giai vô cùng bất an, cho nên Hoành Thiên giai cũng rất ít khi động chạm trực tiếp với Giang Hải, chỉ là lợi dụng người khác đối địch với tập đoàn Uyển Như. Chỉ có vậy thôi sao? Hòa Tiến vô cùng bất mãn, chủ tịch Hoành, không phải là anh đang đùa tôi đấy chứ? Những tư liệu này, Hòa Tiến cũng tự mình điều tra được thậm chí là hoài nghi hoành thiên giai với anh ta có phải là tìm cùng một người đi điều tra đến câu chữ cũng chẳng thay đổi không quan tâm anh ta là ai không cần biết anh ta có thân phận gì tôi nhất định phải giết chết anh ta đối với giang hải hoành thiên giai cực kỳ phẫn nộ hận không thể khiến cho giang hải sống không bằng chết nhưng anh ta rất biết khống chế cảm xúc đối với một người có địa vị mà nói quản lý tốt cảm xúc là điều bắt buộc anh ta có thể có thân phận gì Hòa Tiến hỏi. Hòa Tiến tất nhiên không tin tưởng Hoành Thiên Giai, có lẽ Hoành Thiên Giai biết, nhưng lại không nói. Hoành Thiên Giai lắc đầu, tôi có thể tra ra chỉ có nhiêu đây. Giang Hải này, chẳng lẽ có bối cảnh gì, lại dám ngạo mạn như thế trước mặt tôi với anh. Hoành Thiên Giai cười nhạt, nâng chén trà, một ngày Giang Hải chưa chết, tôi sẽ cảm thấy bất an, bởi vậy, anh ta nhất định phải chết. Bất kể anh ta có thân phận gì, hay là đằng sau có thế lực gì, cũng không cần quan tâm. Nếu như thật sự có bối cảnh, vậy thì anh ta càng phải chết. Hòa Tiến nói, đúng vậy, ai sẽ vì một quân cờ chết mà động đến căn cơ chứ? Hoành Thiên Giai cúi đầu, trần trừ không nói. Hòa Tiến hỏi, Chủ tịch Hoành, có phải anh có kế hoạch gì rồi không? Hoành Thiên Giai nói, tôi có thể có kế hoạch gì được chứ, nếu như có, có lẽ chỉ có cùng cậu Hòa đây cùng thực hiện mới thành sự được. Ồ, Hòa Tiến cười lạnh, Chủ tịch Hoành, tuy rằng nhà họ Hòa tôi ở phía Bắc cũng coi như là tầm trung, nhưng, tại đất Hải Đông này, còn lâu mới bị được với năng lực của anh. Suy cho cùng, anh mới thực sự là ông chủ ở đây. Chuyện này, tôi không tiện ra tay. Hoành Thiên Giai nói, người tôi có thể yên tâm giao cho đi làm chuyện này, đều quá dễ khiến người khác để ý, dù thành sự hay bại sự, đều rất dễ bại lộ. Ý của anh là, ánh mắt Hòa Tiến chợt lóe lên tia sắc lạnh, hai tròng mắt âm lãnh bỗng nổi lên tia sáng kỳ dị, trực tiếp tìm người xử anh ta. Nhưng mà, hai người bên cạnh tôi, hai vệ sĩ của anh, Hoành Thiên Giai cười lạnh. Bọn họ, cũng chỉ phù hợp mở cửa xe cho anh, bọn họ có thể làm được gì chứ? Một bảo vệ không chính thống, gọi một tiếng võ giả đã xem như là đề cao bọn họ rồi, ở phương đông này, bọn họ là cái thá gì chứ? Anh cũng biết đấy, Giang Hải này, có không ít cao thủ dưới trước, chỉ có điều đứng trước mặt cao thủ thật sự, bọn họ cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Hòa tiến gật đầu, thế giới này, rộng lớn biết bao. Người có tài nhiều vô vàn. Chú ý thấy sắc mặt hòa tiến biến đổi, hoành thiên giai nói, cậu hòa này, tôi nhớ có một người có quan hệ khá tốt với nhà họ hòa, có danh hiệu mà làm cho người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật, quỷ. Đúng vậy, hòa tiến cười ngạo nghễ. Cái người được xưng là quỷ này, năm đó nhà họ hòa có ân với anh ta, bởi vậy, bao nhiêu năm nay, nhà họ hòa có việc, quỷ nhất định sẽ giúp. Đương nhiên, vì để giữ gìn tốt quan hệ, nhà họ hòa trước giờ không hề đối xử tệ với kẻ chuyên đoạt mạng người này. Hoành Thiên Giai lại nói, theo tôi biết, quỷ, ở ngay tại thành phố Giang Thanh. Sừng sốt giây phút, hòa tiến khẽ nhíu mày. Chuyện đam mỹ. Hoành Thiên Giai, CMN đang tính toán lợi dụng mình đây mà bày mưu tính kế, thậm chí ngay cả để ai ra tay cũng đều nghĩ xong cả rồi. Hòa Tiến cười cười, tôi với Giang Hải cũng không tính là kẻ thù sống chết gì. Hôm nay bảo vệ của tôi bị đánh, đó là do bọn họ bản lĩnh không bằng người. Tôi thấy, chuyện này, ha ha, vẫn là lại nghĩ thêm đã. Hoành Thiên dai cười lớn, tuy rằng bị nhìn thấu, nhưng anh ta tự có lý do thoái thác. Cậu Hòa, có chuyện này cậu phải nghĩ cho kỹ. Tập đoàn Uyển Như, nếu như không có Giang Hải, vậy sẽ chỉ còn là một con cừu lớn mặc cho người đến sâu xé mà thôi. Nếu như Giang Hải chết, tập đoàn Uyển Như không phải là một miếng thịt mà cậu muốn cắt như thế nào đều được sao? Đến lúc đó, dự án kỹ thuật, tất cả kỹ thuật chúng ta đều có thể cùng hưởng rồi. Hoa Tiến cúi đầu, quả thật, Hoành Thiên giai nói không hề sai, số tài sản của tập đoàn Uyển Như không tính vào đâu, nhưng những kỹ thuật kia là độc nhất. Hoành Thiên giai nói cậu Hoa, nói thật với cậu, Tôi đã tìm qua quỷ, nhưng anh ta không muốn làm ăn với tôi. Tiêu Diệt Giang Hải, đối với cậu và tôi đều có chỗ tốt. Chỉ xem cậu hòa đây có thấy chuyện này đáng hay không mà thôi. Đáng giá không? Đáng. Nếu như nhà họ Hòa có được những kỹ thuật kia của tập đoàn Uyển Như, có thể tưởng tượng sẽ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích. Hiện giờ, thành phố Giang Tư nhỏ bé này vẫn chưa có nhiều người chú ý đến, nếu như những thế gia kia đều biết tập đoàn Uyển Như có thực lực lớn mạnh như vậy, người muốn phân chia tập đoàn uyển như sẽ càng nhiều. đến lúc đó nhà họ hòa có thể được đến một bát canh hay không còn chưa chắc. hòa tiến yên lặng không nói kỳ thực đã sớm dao động rồi. nếu như lần này mang được tất cả số kỹ thuật của tập đoàn uyển như có thể thấy được địa vị của anh ta ở nhà họ hòa chắc chắn sẽ được nâng lên. sắc mặt hòa tiên thay đổi hoành thiên giai sớm đã nhìn thấu rồi. hoành thiên giai nói cậu hòa xem ra cậu đã đồng ý rồi phân chia thế nào? Hoa Tiến trực tiếp hỏi. Hoành Thiên Giai nói, tập đoàn Uyển như là của tôi, kỹ thuật chúng ta cùng hưởng, thế nào? Cái này, Hoa Tiến biết, có thế lấy được nhiều đó đã là không tồi rồi, dù sao thì đây cũng là nơi Hoành Thiên Giai cai quản, anh ta lấy phần hơn cũng là bình thường. Lần này mời quỷ ra tay, tất cả yêu cầu, đều để tôi trả. Hoành Thiên Giai thản nhiên nói. Hoa Tiến, hít mắt, cười mỉm, được, tôi sẽ cho người liên hệ với quỷ, không cần đâu tôi đoán là quỷ đang trên đường đến rồi hoành thiên giai châm trà nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hòa tiến không lâu sau một người trung niên nước ra ngăm đen tới vào đến phòng trà đầu tiên là chào hỏi hòa tiến người trung niên xấu xí này chính là quỷ trong truyền thuyết anh quế mời ngồi hoành thiên giai hòa nhã chào hỏi mọi người đều gọi anh ta là quỷ nhưng không ai biết tên thật của gã là quế hoành thiên giai gọi là anh quế cũng là thể hiện tôn kính với quỷ người kia là ai sắc mặt quỷ không chút thay đổi thờ ơ hỏi hoành thiên giai và hòa tiến nhìn nhau cười lập tức lấy tư liệu ở trên bàn ra quỷ nhận lấy tập trung xem tư liệu sau đó hơi nhíu mày nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt chỉ là thay đổi trong giây lát nhưng vẫn bị người rất giỏi quan sát sắc mặt như hoành thiên giai nhìn thấy lập tức Hoành Thiên Giai hỏi, anh Quế, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Bao lâu, quỷ không trả lời, mà hỏi ngược lại. Càng nhanh càng tốt, Hoành Thiên Giai khách sáo nói. Quỷ nhìn về phía Hòa Tiến. Hòa Tiến nói, anh Quế chú ý an toàn, anh ta có mấy cao thủ. Không sao, tôi làm xong chút chuyện đang dở tay, sớm nhất là ngày mai, sẽ mang người đến. Nói xong, quỷ xoay người rời đi, từ lúc đến tới lúc đi, ngoại trừ nhíu mày một chút, quỷ không hề thay đổi sắc mặt, giống như thật sự bị quỷ nhập vậy. Quỷ, rất không thích hoành thiên giai, toàn thân trên dưới đều lộ ra sự gian xảo. Cho dù là hòa tiến, cậu thủ nhà họ hòa, quỷ cũng không thích. Chẳng qua hòa tiến là người nhà họ hòa, nhà họ hòa có ân lớn với quỷ, bởi vậy anh ta mới khách sáo một chút. Còn về việc quỷ nhíu mày một chút kia, đó là bởi vì quỷ phát hiện, cái tên Giang Hải này, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác rất quen thuộc người có thể khiến cho quỷ nhớ đến trừ người chết ra thì chính là nhân vật cấp cao giang hải này anh ta thực sự có chút ấn tượng nhưng đó cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt đó mà thôi một người sắp biến thành người chết không cần thiết phải quá mức để ý rất nhanh suy nghĩ này đã bị gạt đi vừa vặn giang hải này đang ở thành phố giang thanh cũng đỡ phải đi thành phố giang tư Sáng sớm hôm sau, Giang Hải với Cố Uyển Như tới bệnh viện. Cố Thượng đang giúp Cố Hạo Dân đi vệ sinh, Cố Hạo Dân hiện giờ rất khó tự lo liệu cho bản thân. Trong phòng bệnh tràn ngập một mùi khiến người khác phải buồn nôn. Ung Tiểu Ni sợ để lỡ mất Cố Uyển Như, đã đến từ sớm. Lúc này, cửa sổ mở rộng ra, cô ta đang đứng ở trước cửa sổ bịt mũi. Chương 175, chuyện cũng nhắc lại. Cố Uyển Như đẩy cửa vào ngành đón là một làn gió từ cửa sổ thổi vào nhìn thấy cố uyển như vẻ mặt cố hạo dân phức tạp mồm miệng siêu vẹo cười gượng gạo ung tiểu ni muốn nói chuyện giang hải liếc cô ta một cái bây giờ là lúc cố uyển như và cố hạo dân nói chuyện tình thân heo mập như cô định sen vào làm gì nói chuyện hồi lâu cố hạo dân cũng thoải mái hơn dần dần cười nhiều hơn cố uyển như không để ý đến hiềm khích trước đây cố hạo dân suýt nữa thì bật khóc nhưng, trong nháy mắt, ánh mắt ông ta nhìn về phía Cố Uyển Như lại hơi cổ quái, tựa như muốn nói lại thôi. Cố Uyển Như không hề để ý, nhìn về phía Cố Thượng, nói tập đoàn Uyển Như đúng lúc có một dự án cần tìm người hợp tác, đến giờ vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp. Vừa nghe vậy, ung tiểu ni đã hiểu, Cố Uyển Như muốn nói chuyện chính rồi. Từ sáng nay, cô ta đến bệnh viện để ngửi cái mùi khó chịu này làm gì, chẳng phải là vì để giảm bớt hoàn cảnh khó khăn trước mắt của ung ra sao. Ung Tiểu Ni còn chưa tiếp lời, Cố Uyển Như lại nói, anh họ, dự án này giao cho anh xử lý nhé. Cái gì? Cố Thượng và Ung Tiểu Ni đồng thời kinh hô. Ý của Cố Uyển Như là dự án này không phải giao cho nhà họ xài, mà là giao cho Cố Thượng. Khoảng thời gian này, Cố Thượng luôn lo lắng về chi phí điều trị cho Cố Hạo Dân, và thật sự cảm nhận được cảm giác túng quẫn khi bị thiếu thốn tiền bạc. Ung Tiểu Ni đã hứa với Cố Thượng, chỉ cần đàm phán xong dự án này, sẽ cho anh ta một khoản tiền hiện giờ dự án này cố thượng nắm chắc rồi tình hình tự nhiên khác biệt lớn cố thượng cảm động đến nỗi hai mắt đỏ ửng trong lòng kích động ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hiểu rõ cố ra mắc nợ cố uyển như quá nhiều rồi mà giờ phút này cố uyển như còn có muốn giúp anh ta ung tiểu ni ở một bên sắc mặt trong nháy mắt như há miệng ăn phải con ruồi vô cùng khó coi trước kia Ly hôn với Cố Thượng cũng như là tiêu chút tiền mà thôi. Nhưng hiện giờ Cố Thượng đã nắm quyền hành về dự án hợp tác này, Ung gia sẽ phải nhìn sắc mặt Cố Thượng mà sống rồi. Một thằng ở rể không ra gì, lại chờ mình biến thành người nắm giữ số phận nhà họ Xài. Cố Thượng thấy mặt Ung Tiểu Ni biến sắc, rất muốn tìm về những thứ đã mất trước kia. Uyển Như, thế này có phải hơi không phù hợp không? Ung Tiểu Ni lập tức nói, chị với Cố Thượng là vợ chồng, làm thế này cố huyền như đứng dậy tôi thấy chẳng có gì là không phù hợp cả như cô nói hai người là vợ chồng đưa ai mà chẳng giống nhau một câu nói khiến cho mấy câu sau của ung tiểu ni mắc nghẹn cổ họng như là có một cục đầm vậy nhổ ra không được nuốt xuống cũng chẳng xong cố thượng anh ra đây ung tiểu ni mà tái mét kéo cố thượng ra khỏi phòng bệnh anh nói đi có phải ý của anh không ung tiểu ni không thể nén cơn giận đây là đang đùa bỡn cô ta sao Cố thượng cười lạnh lùng, nếu đã như vậy, cũng không cần nể mặt ung tiểu ni nữa, nếu như cô muốn bàn chuyện hợp tác, chúng ta ngồi xuống bàn. Nếu như không phải, xin lỗi, tôi không có thời gian tiếp đãi cô. Hợp tác, ung tiểu ni nói, hợp tác như thế nào? Ngoài cửa, hai người đôi co, không ai nhường ai, chỉ kém nước lôi đến tổ tông 18 đời của nhau ra để mắng nữa thôi. Bên trong, miệng cố hạo dân méo miệng, thở dài thật mạnh. Quyền như. Thật sự xin lỗi cháu, cậu đúng là không phải người mà. Cậu hai, đừng nói cái này nữa, chuyện trước đây cháu đều quên rồi. Cố Huyền Như lắc lắc đầu, rơm rớm nước mắt. Cố Hạo Dân bệnh nặng, có lẽ đây chính là người khi sắp chết cũng sẽ thiện lương hơn. Không, cô Hạo Dân nói, có một chuyện, hôm nay cậu nhất định phải nói, cậu sợ, sợ một ngày nào đó cậu chết rồi, sẽ không còn ai biết chuyện này nữa. Giang Hải đứng ở một bên, ánh mắt trầm ngâm dường như biết cố hạo dân muốn nói gì cậu hai cháu và mẹ từ lâu đã không còn trách mọi người rồi rất nhiều chuyện cậu cũng không cần quá để tâm dù nói thế nào cậu với mẹ cháu cũng vẫn là anh em ruột không phải không phải chuyện này cố hạo dân run rẩy cuối cùng không nhịn được bắt đầu khóc nước mắt chảy dài nét mặt già nua bi thương cậu nói đến là chuyện 5 năm, năm trước chuyện cháu cháu bị bắt cóc hả Cố huyền như sợ hãi kêu lên, cô không ngờ rằng, cố hạo dân lại biết chuyện này. Hơn nữa, dường như, còn có liên quan đến ông ta. Năm năm trước, cố huyền như bị bắt cóc, khoảng chừng ngắn ngủi hai ngày, sau đó đã được cứu thoát. Cũng chính là lần đó, số phận của cố huyền như đã thay đổi, ở trên thuyền, cô cứu được Giang Hải. Cho tới nay, cố huyền như cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là kẻ buôn người thấy cô xinh đẹp, nên bắt lại muốn bán ra nước ngoài mà thôi. Bệnh của cố hạo dân thật sự không nhẹ, nói năng không rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn muốn nói cho rõ ràng chuyện năm đó. Năm đó, bắt cóc cố uyển như là cố hạo dân và cố Thụy Long cùng nhau bày kế. Cố hạo dân nói, người đó nói, chỉ cần uyển như chết, chúng ta sẽ được một khoản tiền rất lớn. uyển như, cậu đúng là bị heo ăn mất tim mà. Sắc mặt Giang Hải dần trở nên nghiêm túc, người đó là ai? Tôi không biết, không biết giang hải cười lạnh không biết không biết mà vẫn làm việc cho đối phương hay là chuyện giết người cướp của chúng tôi cố hạo dân rơi lệ chúng tôi đã lấy được khoản tiền đó rồi người đó nói chỉ cần đưa người còn sống đến tay gã ta là được rồi cảm ơn ông trời uyển như được cứu rồi cố uyển như cũng khóc nước mắt nước mũi tuôn trào cô ấy hận hận tất cả người cố ra có phải là bất luận bản thân làm như thế nào người cố ra cũng sẽ không xem bọn họ là người thân có một chuyện rất nhiều người đều không biết người cứu cố uyển như năm đó là bạch lý hưng bởi vì giang hải cũng ở trên con thuyền đó chẳng qua lúc bạch lý hưng biết giang hải xảy ra chuyện muốn ra tay cứu thì đã muộn rồi giang hải đã bị quăng xuống biển vì sao vì sao chứ cố uyển như lắp bắp nói vì sao các người đều muốn tôi phải chết giang hải nói không biết đối phương là ai Vậy ông ta có biết vì sao người đó lại làm thế không? Cố Hạo dân nặng nề giơ tay lên lau nước mắt, hình như ánh mắt như muốn trốn tránh, muốn nói lại thôi. Giang Hải hiểu rồi, đã không cần nghe Cố Hạo dân giải thích. Không lâu sau, Cố Thượng đẩy cửa vào, thấy mọi người ai cũng nước mắt lưng tròng, còn tưởng là ôn lại chuyện cũ nên mới cảm động đến mức độ này, không nhịn được cười phá lên. Ung Tiểu Ni, tất nhiên là đã rời đi còn về cô ta với cố thượng hợp tác như thế nào cố uyển như cũng không muốn quan tâm đến trên đường trở về giang hải hỏi vợ à chuyện này em đã nói với những ai rồi cố uyển như ngẩn mặt ra uể oải nói em không nói với ai nhưng mà cha em biết giang hải gật gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa thân thế của cố uyển như xem ra phải điều tra một chút giang hải thích con người cố uyển như không hề quan tâm đến quá khứ cùng với thân thế của cô ấy nhưng hiện giờ xem ra, chuyện 5 năm trước đằng sau còn có ẩn tình khác. Cố Huyền Như chẳng qua là một cô gái bình thường, cô ấy có thể uy hiếp đến ai? Vì sao lại phải dồn cô ấy vào chỗ chết? Giang Hải đoán, hẳn là Lôi Nhân Hào biết nguyên do từ đầu tới cuối. Cố Huyền Như cũng không phải là con ruột của Lôi Nhân Hào, Giang Hải cũng đã biết rồi. Nhưng, Cố Vân Lệ năm đó đã có con với ai? Vì sao phải gả cho Lôi Nhân Hào? Giang Hải không nói lời nào, chỉ lặng lặng nắm tay Cố Uyển Như, nhẹ nhàng mà vuốt ve bàn tay ngọc ngà của cô. Chồng à, anh không hỏi năm đó xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên, Cố Uyển Như nói ra một câu như vậy. Giang Hải sờ sờ đầu, em muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Con trai với con gái khác nhau, con trai có chuyện thì sẽ giấu ở trong lòng, con gái có chuyện lại muốn thổ lộ ra. Chuyện bị bắt cóc này, Cố Uyển Như đã giấu trong lòng suốt 5 năm rồi, cũng chưa từng nói với ai em muốn nghe chuyện trước đây của anh cô trở tay nắm lấy bàn tay thô giáp của giang hải giang hải trong lòng khẽ động tuy rằng chỉ là nắm tay nhưng cố uyển như rất ít khi chủ động gần gũi như thế này anh ha ha anh chả có gì đáng nói cả giang hải cười trừ chuyện của anh chẳng phải là đã nói qua rồi sao anh đã từng làm thuê quá khứ của đế vương nói như thế nào mới được cho dù nói rồi, Cố Huyền như có thể tin sao? Nếu Giang Hải nói chính mình chủ quản giao dịch chợ đen ở thế giới ngầm, đây là trái pháp luật. Nhưng nhìn cả thế giới, chính phủ cũng làm chuyện như thế này. Rất nhiều thứ là không thể bày ra ánh sáng được. Liền như Giang Hải kiếm được một vài kỹ thuật tiên tiến, làm thế nào có thể đi đường chính quy được? Có một số chuyện, tùy từ xưa đã tồn tại, nhưng ai cũng không thể tháo bỏ lớp màn che cuối cùng. Nếu Giang Hải nói, anh là thân môi giới, đến cả hoàng gia cũng phải kiêng nể vài phần. Nói ra, không chỉ Cố Uyển Như, ai cũng sẽ không tin. Vậy anh không muốn biết, 5 năm, năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Quay đầu, Giang Hải nhìn Cố Uyển Như, giờ phút này, trong lòng bỗng kích thích, trực tiếp chọn lựa làm rõ duyên phận của hai người từ đâu mà đến. Một miếng cơm thiêu, đã trở thành một mối nhân duyên. Nhưng, ý nghĩ này chỉ là lóe qua trong đầu. Cuối cùng Giang Hải vẫn lựa chọn im lặng. Giờ đây, hai người đã thành vợ chồng, tình cảm chân thành. Cần gì phải làm cho đoạn tình cảm thuần khiết này vướng thêm chút tạp chất chứ? Cố huyền như có khi nào lại nghĩ rằng Giang Hải cưới cô, làm những chuyện này cho cô tất cả đều vì báo ân. Thời gian lâu rồi, ân tình phai nhạt, hai người cũng đi đến kết thúc. Một miếng cơm thiêu 5 năm trước, Giang Hải cứ giấu ở trong lòng là được rồi. Giang Hải nói, em muốn nói. Tự nhiên sẽ nói thôi. Cố Huyền Như vừa muốn mở ra bí mật trong lòng lại bị một câu nói của Giang Hải làm tức đến cất trở về. Giang Hải, người đàn ông này đúng là thẳng thắn kiên cường, nói chuyện cũng không thể mềm mỏng hơn được sao? Cố Huyền Như đã nói đến như vậy rồi, không phải là muốn nói, anh hỏi chuyện của em năm đó đi, em sẽ nói hết cho anh nghe, nếu em không nói, nén ở trong lòng sẽ khó chịu lắm. Nhưng một câu của Giang Hải khiến cố uyển như hết hứng thú muốn thổ lộ luôn rồi nhìn ra ngoài cửa xe cố uyển như rơi vào suy tư dường như đang nhớ lại chuyện năm đó từ khi cô còn nhỏ lôi nhân hào đã ốm um yếu nhiều bệnh đi cầu xin cố tùng rồi đi cầu xin những người cậu kia giống như một tên ăn mày đi xin ăn xin từng chút tiền để sống sót qua ngày cố vân lệ cũng không muốn như vậy nhưng bà cũng không còn cách nào khác hiện thực bày ra trước mắt thể diện đều không đáng một xu mới chỉ là phí chữa bệnh của lôi nhân hào đã là một khoản mà người bình thường không thể gánh vác được rồi sau này cố uyển như càng lớn càng xinh đẹp từ khi có hôn ước cố tùng vô cùng yêu thương cô tuy cô biết tất cả đều là giả cố tùng là vì quan hệ thông gia với gia đình quyền thế mới đổi xử tốt với cố uyển như như vậy nhưng cuộc sống của cả nhà bọn họ thật sự đã được cải thiện hơn nhiều không vội vàng quay về thành phố giang tư bảo đám người kim thâu huyền khải đều tránh đi Giang Hải và Cố Uyển như hai người đi dạo ngắm phong cảnh ở thành phố Giang Thanh. Bầu bạn dưới ánh trăng khuya, ngắm những vì sao trên bầu trời ngoài thành phố. Bầu không khí yên lặng khiến tâm trạng của Cố Uyển như tốt hơn nhiều. Khoác vai, tâm sự, Giang Hải còn hát một đoạn nhạc hiếu nhi, khiến Cố Uyển như buồn ngủ luôn. Trở về khách sạn, đã là đêm khuya. Tay trong tay, đi cạnh nhau như hình với bóng. Đây vốn là một màn vô cùng ấm áp hạnh phúc. Nhưng Lúc gần vào khách sạn, ánh mắt Giang Hải bỗng trở nên nghiêm nghị, khóe miệng khẽ gợi lên một tia diễu cợt. Tựa hồ như tùy ý nghiêng đầu, nhìn về một góc tối. chương 176, lạnh. Con người Giang Hải dần dần lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Lại quay về bình thường như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Uyển Như, em lên tầng trước đi. Anh đi đâu à? Cố Uyển Như nghiêng đầu hỏi, lập tức, Cô nhìn thấy cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Cô trầm mặt xuống, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc. Anh muốn đi mua thuốc lá đúng không? Giang Hải cười trừ, "Không không không, không mua, anh muốn uống nước ngọt thôi." Giang Hải lấy điện thoại ra, gửi cho Kim Thâu và Huyền Khải một tin nhắn. Từ dưới sảnh đến phòng khách sạn, khoảng cách này, Giang Hải vẫn không yên tâm, Cố Huyền như vẫn cần người trông coi mới được. Nửa đêm mặc dù ở thành phố giang thanh phồn hoa nhưng cũng vẫn rất tĩnh mịch chỉ có ánh đèn đường lập lờ chiếu rọi ngã tư đường lúc này đúng là thời gian nghỉ nghỉ của mọi người hơn nữa còn là thời gian ngủ say cũng là thời điểm con người tinh thần buông lỏng và uể oải tính cảnh giác cũng trở nên yêu ớt nhất mà lúc này trong bóng tối lại có một con quỷ đứng ở đó sau khi quỷ đi tới đây cũng không lập tức lên tầng quan sát vài vòng trong bóng tối, nhớ kỹ tất cả các vị trí của thiết bị giám sát, tính toán vị trí anh ta đứng, chỗ anh ta động thủ, đó chính là góc chết của camera. Mà, Giang Hải, sau khi nhìn Cố Uyển như lên lầu, đang từng bước đến gần điểm mù kia. Nấp trong bóng tối kia, cơ thể của quỷ dần trở nên căng thẳng. Chỉ cần Giang Hải tiến lên phía trước mười mấy mét nữa, sẽ đi vào điểm mù đó. Dù là bắt Giang Hải đi, hay là đánh hạ ngay tại hiện trường, quỷ có tự tin, có thể lặng yên không một tiếng động. Hết thảy đều rất thuận lợi. Cũng, chắc là thuận lợi. Thậm chí, Giang Hải chủ động tới gần khu vực kia. Đây chẳng phải là nói, ông trời đã định trước, Giang Hải nên chết vào lúc này sao? Nhưng, không biết vì sao. Nhìn Giang Hải đang thờ ở đi từng bước đến gần chỗ kia. Trong lòng quỷ bóng bồn chồn không yên. Đáy lòng run rẩy càng là có sự bất an không thể giải đáp hơn nữa cái cảm giác bất an này còn càng ngày càng mạnh mẽ đây là một loại trực giác loại trực giác được bồi dưỡng từ vô số lần đứng ở bờ vực sinh tử quỷ nheo hai mắt lại yên lặng nhìn chằm chằm giang hải đang cúi đầu chậm rãi bước đi tuy giang hải đi rất chậm nhìn dáng vẻ như còn hơi lười nhác nhưng mang lại cho quỷ cảm giác là toàn thân trên dưới đâu đâu cũng là sơ hở nhưng càng là loại cảm giác dễ dàng bắt được này càng làm cho lòng anh ta thấy nôn nóng bất an giống như chỉ cần là anh ta nhúc nhích sẽ lập tức mất mạng quỷ không dám lơ là lập tức muốn rút lui chỉ là khi quỷ vừa xê dịch nửa bước muốn lặng yên không tiếng động rời đi thì một âm thanh huyền nhi vào lỗ tai anh ta rõ ràng như vậy làm tâm quỷ chấn động đã đến đây rồi sao lại muốn đi bây giờ đi có phải không thích hợp cho lắm không hơn nữa cũng có hơi muộn rồi. Giang Hải dừng bước, mà giờ phút này, Giang Hải đã đứng ở chính giữa góc khuất của camera. Sao? Anh ta phát hiện mình rồi. Làm sao có thể? Âm thanh vang lên, toàn thân quỷ run lên, cả người căng như dây đàn, lông tóc dựng đứng, sống lưng phát lạnh. Đồng tử của quỷ co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hải, người mang lại cho anh ta cảm giác nguy hiểm. Ngay cả khi đã đến gần, nhưng góc đứng của giang hải vẫn khiến anh ta không nhìn rõ mặt chỉ là nhìn vóc dáng của giang hải quỷ cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi anh là giang hải quỷ lên tiếng giang hải đã phát hiện ra anh ta rồi tiếp tục lẩn trốn cũng không còn ý nghĩa gì nữa cơ thể dần dần hạ thấp trọng tâm đầu gối hơi cong đây là quỷ đang tiến vào trạng thái phòng bị cao độ đồng thời cũng địa biểu bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công để phản ứng một cách chính xác và nhanh nhạy nhất bộc phát ra lực lượng nhanh và mạnh nhất mà loại trạng thái này cũng giúp quỷ có thể trốn thoát nhanh nhất nếu cần giang hải chậm rãi xoay người đối diện với chỗ đen tối kia từng bước từng bước không nhanh không chậm đi đến đó giống như đi dạo trong sân vắng càng là hết sức nhàm chán khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tiếng bước chân của giang hải rất nhẹ cũng rất lãnh đạm nhưng mỗi một bước lại giống như là dẫm lên trái tim quỷ, như một cái bố tả gõ từng nhịp từng nhịp. Làm cho tim của anh ta cũng theo đó đập nhanh. Người tới quá mạnh, không thể địch lại được. Trong nháy mắt, quỷ đưa ra phán đoán. Mà, loại phán đoán này khiến cho anh ta vô cùng kinh hãi. Căn cứ vào tư liệu, Giang Hải không lâm như vậy. Quỷ không ngờ, thành phố Giang Tư nhỏ bé như vậy, vậy mà lại có người cho anh ta cảm giác đáng sợ như thế. Lúc này, Quỷ hiểu một điều, loại cảm giác bất an trong lòng khi nãy là từ đâu mà đến. Quỷ không muốn đấu với Giang Hải, vì anh ta biết, một khi động thủ, chính là không có cơ hội chạy thoát. Nhưng, ngay lúc hai đầu gối Quỷ cong xuống, cơ thể chuẩn bị phát lực để chuồn đi. Anh ta đã nhìn rõ mặt của Giang Hải rồi. Quỷ chỉ một từ đột nhiên vang lên, như là tia sét, khiến cho anh ta không dám nhúc nhích chút nào nữa. Giọng của Giang Hải không lớn, Dòng điệu cũng rất bình tĩnh. Tuy nhiên, nghe được đối phương có thể gọi ra thân phận của mình, toàn thân quỷ run rẩy, suýt chút thì liền xoay người chạy trốn theo bản năng. Nhưng anh ta vẫn đứng im không nhúc nhích, loại cảm giác nguy hiểm đó lại càng trở nên mãnh liệt. Quỷ đã nhận ra Giang Hải. Gương mặt của Giang Hải treo một nụ cười nhạt, điệu cười nhìn thì rất bình thản. Chỉ là, trong nụ cười lại lộ ra sự lạnh lùng sâu sắc. Đế, đế vương toàn thân quỷ cứng đờ đồng tử co rút lại anh ta đứng chết lặng tại chỗ nói lắp bắp anh ta cuối cùng cũng kêu lên cái tên khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi quỷ và đế vương đã từng giao thiệp qua nhiều lần và anh ta hiểu rõ người đại biểu cho đế vương này đáng sợ như thế nào nhìn thấy người đến là đế vương cuối cùng quỷ cũng hiểu lúc ấy vì sao khi nghe thấy tên giang hải này anh ta lại cảm thấy quen thuộc đến thế biệt hiệu đế vương rất vang danh đến mức cái tên gốc là giang hải lại không mấy người biết rõ anh đến đây là muốn giết tôi sao giọng nói của giang hải vẫn bình tĩnh như cũ nếu như muốn động thủ với giang hải giang hải cũng không để ý lắm nhưng nếu như nhằm vào cố uyển như vậy thì quỷ sẽ được biến thành quỷ thật nghe được câu hỏi này khiến cho da đầu quỷ tê dại đặc biệt là sự chế nhạo trên mặt giang hải khiến cho người ta sợ hãi khiến cho quỷ đột nhiên nhớ ra anh ta đã từng nghe nói qua những thủ đoạn tàn nhẫn mà đế vương dùng để tra tấn người khác. Cả người quỷ lại bắt đầu run rẩy, giống như là lúc trẻ con làm sai chuyện, phải đối mặt với roi của phụ huynh vậy, run bần bật. Tôi hỏi, anh là tới giết tôi sao? Ánh mắt Giang Hải dừng ở trên mặt quỷ. Tôi, tôi là, cổ họng quỷ cuồn cuộn, anh ta biết, anh ta trả lời câu này, một đời của anh ta coi như hết rồi. Tôi là đến để bắt anh. Quỷ không nói dối nếu như không thể bắt đi anh ta đành phải giết chết nếu như có thể bắt đi quỷ nghĩ sẽ đưa đến cho hòa tiến để anh ta giải quyết đối mặt với đế vương anh ta không dám nói dối nửa lời khóe miệng giang hải hơi nhếch lên suýt nữa cười phì ra anh bắt cóc tôi rất nhanh giang hải đã hiểu ra rồi tên đần này trước khi đến đây cũng không hề biết giang hải chính là đế vương nếu như biết cho anh ta vạn lá gan anh ta cũng không dám đến thậm chí là không dám suy nghĩ đến. Anh phải biết rằng, nếu như tôi không nhận ra anh, giờ phút này, anh thật sự đã biến thành hồn ma rồi. Quỷ chưa từng nhìn thấy Giang Hải ra tay, nhưng anh ta biết, người đã từng gặp anh ta sẽ vĩnh viễn không thể nói được là Giang Hải có bao nhiêu khủng bố, bởi vì toàn bộ đều chết hết rồi. Đế vương của thế giới ngầm, cực kỳ thần bí, có lời đồn rằng không chỉ tài năng hơn người, mà năng lực cũng sâu không lường được. Nghe vậy, cả người quỷ lại run lên. Lời của Giang Hải, anh ta không dám hoài nghi. Sau lưng anh ta sớm đã toát đầy mồ hôi lạnh rồi. Nói, là ai phái anh tới? Quỷ nào dám giấu giếm, dù anh ta không nói, với thân phận của đế vương, chẳng lẽ còn không tra được sao? Là Hòa Tiến, Quỷ Trần trừ một lát, còn có Hoành Thiên giai. Giang Hải gật đầu, Hoành Thiên giai muốn làm như vậy không có gì lạ, nhà họ Hò Hòa ở phía bắc, vậy mà lại không biết trời cao đất dày, dám động thủ với mình xem ra nhà họ hòa này sớm muộn gì cũng phải biến mất khỏi thế giới này rồi anh vẫn luôn làm việc cho nhà họ hòa sao quỷ liền nói không bọn họ có chuyện mới tìm đến tôi tôi nhớ là anh cũng khá cao ngạo nguyên nhân là gì giang hải hỏi hai năm trước nhà họ hòa đã cứu tôi một mạng đã làm cho bọn họ bao nhiêu chuyện rồi trước sau tổng cộng cũng mười mấy chuyện rồi nói đến đây Sắc mặt của quỷ đã khó coi đến cực điểm rồi. Mỗi một chuyện đều có thể là lý do để Giang Hải lấy mạng anh ta. Thế giới ngầm có lời đồn, Giang Hải có một đám đàn em, chuyên môn ghi chép lại ưu nhược điểm và thành bại của người. Nếu như có người ngỗ nghịch với đế vương, đế vương cũng không lấy ân oán ra giải quyết ân oán, mà sẽ căn cứ vào phẩm hạnh cá nhân thu thập được của người đó để xét xử. Hơn 10 chuyện này, dù cho quỷ có bí mật làm, nhưng muốn trốn khỏi tầm mắt của đế vương vẫn khó như lên trời. Hơn nữa, hơn 10 chuyện đều không muốn bị tra ra, tuyệt đối không thể. Hôm nay, ân tình với nhà họ Hòa, coi như thanh toán xong. Giang Hải tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, anh chỉ có thể giết người nhà họ Hòa, không được giúp họ nữa. Hiểu chưa? Quỷ lập tức cúi người, suýt chút nữa thì đầu gối mềm nhún quỵ xuống. Thật lâu mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Giang Hải nói như vậy, là đã tha mạng cho anh ta. Giang Hải nói, trở về nói với Hòa Tiến, nhà họ Hòa, sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Còn có Hoành Thiên Giai, bảo anh ta tự thu xếp ổn thỏa. Giọng nói lạnh như băng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói xong, xoay người đi lên tầng. Trời đất bao la, ôm vợ đi ngủ mới là nhất. Hòa Tiến và Hoành Thiên Giai vẫn còn đang đợi tin tức của quỷ. Dựa theo thói quen của quỷ, việc nhỏ như vậy, tất nhiên rất nhanh sẽ xử lý tốt. Bọn họ, chính là muốn đợi để nghe tin Giang Hải đã chết. Thậm chí, hai người đã bắt đầu bàn bạc, tiếp theo sẽ chia các tập đoàn uyển như như thế nào, những kỹ thuật hấp dẫn kia. Bàn bạc nửa ngày, hỏa tiến chật lưỡi, tôi nói này, chắc là kỹ thuật của Cố uyển như kia, cũng không tệ đâu nhỉ. Hoành thiên Giai cười ha hả, chính xác, hẳn cũng là kỹ thuật bậc nhất đó. Hai người nhìn nhau cười phóng túng, quỷ sẽ không truyền tin đến quá nhanh, hoành thiên giai bố trí mỹ nữ đến cho hòa tiến giải trí. Đối với phụ nữ, hòa tiến cũng không bài xích, tuy trông rất phong trần, cũng không phải quá đẹp, nhưng mà có còn hơn không. Ông gái đẹp đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Xong việc, hòa tiến hưởng thụ cảm giác được thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng phục vụ mát xa, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bắt được Giang Hải, nhất định phải nhấm nháp người phụ nữ của anh ta một chút, người phụ nữ như vậy, không dùng thì thật là lãng phí. Nghĩ đến đây, khóe miệng hòa tiến nhách lên nở một nụ cười. Dâm đáng đến tột cùng. Họ giang kia, rất nhanh thôi, tao sẽ nhìn thấy đầu của mày. Loại cảm giác nắm sinh tử của người khác trong tay, khiến cho Hòa Tiến vô cùng thoải mái, trong mắt anh ta, có những người sinh ra đã hèn hạ, bị anh ta dẫm đạp dưới chân, chính là số mệnh. Chỉ cần là quỷ ra tay, trước giờ chưa từng có chuyện nào là làm không xong. Giờ này, hẳn là đã chết rồi chương 177, uy hiếp. Hòa tiến đã từng được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của quỷ, hung ác khiến cho người khác phải phẫn nộ. Quỷ từng nói, ngày hôm sau sẽ có tin tức, chắc là sẽ nhanh thôi. Nghĩ đến vậy anh ta lại nổi hứng, xoay người thô lộ ấn thiếu nữ xinh đẹp xuống, lại điên cuồng vận động một lần nữa. Lần vui vẻ này, vỏn vẹn chỉ kéo dài 3 phút. Cuối cùng thở hồn hền, mềm nhũn nằm nhòi ra. Đột nhiên, hòa tiến trợn tròn mắt, bởi vì anh ta nhìn thấy trong phòng nhiều thêm một người. Mà, thiếu nữ xinh đẹp lõa lồ nằm lê lết ở một bên thét ra tiếng thét chói tai. a à, quỷ, giống như âm hồn xuất hiện ở trong phòng. Sắc mặt u ám đáng sợ, một ánh mắt khiến cô gái đang hét chói tai kia nhất thời im bặt. Hòa tiến cũng bị tiếng thét của cô gái này dọa cho hết hồn, trở tay tắt cô ta một bạt tai. CMN, tìm chết à, hù ông đây hết hồn mày CMN không phải là con điếm sao, ai nhìn mà chả là nhìn, giả bộ trong sáng cái gì. Quỷ đột nhiên xuất hiện, Hoa Tiến cảm thấy có chút khó hiểu. Đây là cái tình huống quỷ quái gì, cho dù là làm xong chuyện trước thời hạn, vậy cũng không cần thiết phải trực tiếp đến phòng báo cáo thế này chứ. Thấy sắc mặt quỷ tái mét, đáy lòng Hòa Tiến dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hòa Tiến, quỷ lạnh lùng nói. Trước kia, quỷ thường sẽ gọi một tiếng cậu Hòa, nhưng lần này, đến giả vờ khách sáo anh ta cũng lược bỏ rồi. Anh Quế, nhanh như vậy đã trở về rồi ư, Hòa Tiến bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, liếc nhìn người phụ nữ bị mình, làm, hai lần liên tiếp kia. Hay là, chúng ta cùng sảng khoái một chút, kỹ thuật của cô em này cũng thành thục lắm. Chuyện kia, tôi đã đi làm rồi, quỷ lạnh lùng nói, không chút hứng thú gì với người phụ nữ kia. Giang Hải, chết rồi. Không, anh ta bảo tôi chuyển lời quỷ nhẹ nhàng nói anh giang nói nhà họ hòa sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt phong còn có hoành thiên giai tự lo lấy mình nói xong quỷ xoay người rời đi nếu như không phải giang hải bảo anh ta chuyển lời quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nhà họ hòa nữa nếu như buộc phải đụng mặt vậy thì đành theo lời giang hải nói là đến giết người nhà họ hòa giúp nhà họ hòa làm nhiều chuyện như vậy đã là nể mặt họ lắm rồi ơn nghĩa cứu một mạng năm đó sớm đã trả đủ rồi mà lần này người mà nhà họ hòa muốn giết lại là giang hải đế vương đương nhiệm đúng là điên cuồng tìm chết đế vương là người mà nhà họ hòa có thể đắc tội nổi sao đi qua trước mặt giang hải một lần không khác gì đứng trước mặt diêm vương một lần hiện giờ có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi anh nói cái gì sắc mặt hòa tiến dần dần trở nên khó coi tràn đầy sự phẫn nộ quỷ vậy mà lại thất bại. Dựa vào năng lực của quỷ, làm sao có thể thất bại được? Không chỉ có vậy, còn chuyển lời cho Giang Hải. Quỷ rốt cuộc là giúp mình làm việc, hay là đang giúp Giang Hải? Quỷ không hề để ý đến nghi hoặc của Hòa Tiến, rất nhanh biến mất vào trong màn đêm. Trước khi đi, còn ném lại một câu, anh Giang còn nói, từ hôm nay trở đi, nếu tôi còn xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Hòa, thì chính là đến để giết người nhà họ Hòa. Hòa Tiến, nhất thời như rơi xuống vực sâu. Thực lực của quỷ, anh ta biết rõ, nếu như bị con quỷ này nhắm đến, Hòa Tiến sợ là ngay cả cửa nhà cũng không dám bước ra nửa bước. Rất nhanh, Hòa Tiến đến tìm Hoành Thiên Giai, nói lại những lời quỷ vừa nói. Giang Hải này, đúng là cuồng vọng. Anh ta vậy mà dám uy hiếp nhà họ Hòa ở phía Bắc. Hoành Thiên Giai cười gần, tự thu xếp cho tốt. Lời này của Giang Hải, cứ như là lúc nào cũng có thể làm anh ta chịu không nổi vậy. Đúng là không biết trời cao đất dày. Chủ tịch của thành phố Giang Thanh, đó là người của hoàng gia, anh ta ngồi lên vị trí này, chỉ có hoàng gia mới có quyền quyết định. Hơn nữa, khắp thiên hạ, có thể làm chủ tịch chỉ có thể là người họ Hoành. Điều này đại biểu cho hoàng quyền không thể xâm phạm, đại biểu cho sự thống trị tuyệt đối. Đối với lời của Giang Hải, Hoành Thiên giai không hề coi ra gì. Nhưng, không đại biểu là anh ta sẽ không làm gì tất cả mọi hoạt động của tập đoàn Uyển như tại thành phố Giang Thanh đều sẽ phải chịu sự kiểm soát điên cuồng đến bất thường. Hoành Thiên Giai sẽ khiến tập đoàn Uyển như đến một đồng tiền cũng không kiếm nổi, hơn nữa còn phải lỗ hết số vốn đã đầu tư. Không chỉ là cử thành phố Giang Thanh, khu vực khác của tỉnh Hải Đông cũng phải như thế. Rất nhanh, Hoành Thiên Giai liên hệ với Hoành Độ Dương. Cùng là hoàng tộc, cùng ngang vai vế, vốn nên liên hợp lại để thuận tiện thống trị, nhưng Điều khiến cho Hoành Thiên Giai không ngờ tới là, Hoành Độ Dương từ chối việc áp chế tập đoàn Uyển Như, ngược lại còn thể hiện thái độ ủng hộ, muốn tạo điều kiện cho tập đoàn Uyển Như được phát triển thuận lợi nhất. Thậm chí, Hoành Độ Dương còn nói, ông ta với tập đoàn Uyển Như cùng chiến tuyến, bảo Hoành Thiên Giai không được tùy ý làm càn. Nếu nói về cấp bậc, Hoành Thiên Giai còn cao hơn Hoành Độ Dương một bậc, một cuộc điện thoại, vậy mà lại bị giảng giải một thôi một hồi hoành thiên giai vô cùng phẫn nộ nếu như ông đã lựa chọn như vậy vậy cũng đừng trách tôi không niềm tình cùng tộc hoành độ dương cười lạnh nếu như anh thật sự nhằm vào tập đoàn uyển như rất nhanh chiếc ghế chủ tịch anh vừa mới ngồi lên được sẽ mất đi đó đến lúc đó sợ là ai cũng không bảo vệ được anh đâu ông có ý gì hoành thiên giai nhíu mày giang hải này rốt cuộc là có thân phận gì cái này tôi không thể nói rõ được tôi chỉ biết anh ta là người mà anh không đắc tội nổi thôi. Nói xong, hoành độ dương cúp máy, không hề chừa chút mặt mũi nào cho anh ta. Nực cười, bảo ông ta đối đầu với đế vương, cho dù ông ta bị điên cũng không làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Hoành thiên giai đúng là tự tìm đường chết. Hoành thiên giai suýt nữa thì ném chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Mà ở bên kia, Hòa Tiến báo lị mọi chuyện xảy ra ở thành phố Giang Thanh cho nhà họ Hòa ở phía Bắc. Vừa nghe đến Giang Hải muốn làm nhà họ Hòa diệt phong thì vô cùng phẫn nộ. Giang Hải này, thật đáng chết. Tuy bọn họ chi nghĩ Giang Hải chỉ là một kẻ ngốc nói ra lời đe dọa nực cười, nhưng loại người kiêu ngạo như vậy, nhà họ Hòa tuyệt đối sẽ không giữ lại. Nhất là, sau khi nghe Hòa Tiến nói về thỏa thuận của anh ta và Hoành Thiên Giai, nhà họ Hòa phía Bắc lập tức quyết định toàn diện hợp tác cùng Hoành Thiên Giai, xử lý Giang Hải, đoạt lấy tập đoàn Uyển Như. Đúng lúc này, sau khi Hoắc Yên Hoa gặp chuyện không may, Lan Cửu trốn về phía Bắc lại xuất hiện. Tìm tới Hoành Thiên Giai, hơn nữa, còn mang đến một tin tốt. Nhà họ triệu ở phía Bắc, muốn ra tay với bàng đại ca rồi. Giang Hải vừa mới quay về thành phố Giang Tư, nghiệp ra lại tìm đến. Mượn cớ là đem quà biếu đến cho Giang Hải, tiện thể nói ra ý của bàng đại ca. Giang Hải mặt không biểu tình, như là đang nghe một câu chuyện cũ, còn là một câu chuyện cũ vô cùng nhạt nhẽo. Nhà họ Triệu ở phía Bắc, bàn điều kiện với Bang đại ca là lấy một khoản tiền lớn đổi lấy một nơi dưỡng già. Thành phố Giang Thanh, cùng với phạm vi các nơi thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông, nhà họ Triệu sẽ có sắp xếp riêng. Bang đại ca đã từ chối rồi. Bởi vì ông ta biết, chỉ cần đồng ý, tiền có thể cầm về tay, nhưng ông ta sẽ chẳng còn mạng để tiêu nữa. Không cần hoài nghi. Nhà họ Triệu ở phía Bắc nhất định sẽ không tiếc mọi giá để khiến ông ta biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì, Bàng Đại ca biết quá nhiều bí mật mà nhà họ Triệu không thể để cho ai biết. Những chuyện bẩn thỉu đó, nếu như để cho người đời biết được, nhất định sẽ đem đến rất nhiều phiền toái cho nhà họ Triệu, thậm chí còn rước đến thù địch. Nhưng nếu cứ làm cho Bàng Đại ca tiếp tục phát triển, tương lai ông ta sẽ không chịu sự khống chế của nhà họ Triệu nữa. Đến lúc đó muốn trừ khử Bàng Đại ca sẽ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vậy, Bàng đại ca buộc phải chết. Nghiệp gia cố ý báo chuyện này cho Giang Hải biết, là mong Giang Hải có thể cứu Bàng đại ca. Nhưng Giang Hải lại ngáp ngắn ngáp dài, không hề có hứng thú đối với chuyện này. Đế vương có thể phát triển công ty nghiệp vụ ở phương Đông, đây là làm ăn chân chính. Nếu như Giang Hải quản lý toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh, những thế lực ngầm này sẽ chỉ có một kết quả, chính là biến mất. Mà Giang Hải lại biết, thế giới ngầm vẫn sẽ luôn luôn tồn tại, muốn diệt trừ hoàn toàn là không có khả năng. Trừ phi Giang Hải trở thành lão đại của thế giới ngầm này. Nếu không, sẽ chỉ làm cho thế giới ngầm càng loạn. Nhưng, nếu như Giang Hải trở thành thủ lĩnh của thế giới ngầm này, đối với hoàng tộc mà nói, lại trở thành một loại uy hiếp, uy hiếp tới quyền thống trị. Quyết không chen chân vào thế giới ngầm, càng không thể xây dựng thế lực lớn uy hiếp hoàng quyền. Đây cũng là giới hạn của đế vương. Hoàng quyền, ngoại trừ thống trị, đó là thế cân bằng, bất kể là trong giới chính trị hay thế giới ngầm. Ở phương Đông này, có được thế lực mạnh mẽ của chính mình, đối với hoàng tộc mà nói, là sự uy hiếp cực lớn. Trước khi đến, bang đại ca đã biết Giang Hải sẽ lựa chọn như thế nào, chỉ là vẫn không cam lòng nên muốn thử vận may mà thôi. Trước khi đi, Nghiệp gia còn nhẹ nhàng để lại tâm pháp cổ võ trước kia Giang Hải tặng cho mình lại không còn sống được lâu nữa, loại báu vật như thế này, tu luyện xong vẫn là đem trả cho Giang Hải thì hơn. Nghiệp ra trở về thành phố Giang Thanh, nói lại quyết định của Giang Hải. Sắc mặt bàng đại ca rất bình tĩnh, tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta rồi. Anh bàng, anh bàng, có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một tay anh chị của thành phố Giang Thanh sắc mặt trắng bệch, bò lăn vào tới trước mặt bàng đại ca. Trước kia, là một người cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, giờ té ngã hai phát, dưới chân, giày da quý báu bị bay mất rồi cũng không hay biết. Sắc mặt bàng đại ca bình tĩnh, ông ta đã đoán ra là xảy ra chuyện gì rồi. Sắc mặt nghiệp ra âm trầm, xảy ra chuyện gì rồi. Trên cánh tay người kia còn có vết thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, như nhà có tang. Phía Bắc, người nhà họ triệu ở phía Bắc đến. Nhà họ triệu, không phải là. Từ chỗ dựa vững chắc còn chưa nói ra, Người nọ đột nhiên hiểu ra, từ nay về sau, nhà họ Triệu sẽ không còn là chỗ dựa cho Bàng Đại Ca nữa rồi. Chẳng những không phải chỗ dựa, mà còn muốn lấy đi cái mạng già của ông ta. Nhà họ Triệu ở phía bắc, phái ra hai tên cao thủ, lần lượt hỏi thăm từng lão đại trong thế giới ngầm mà Bàng Đại Ca vừa mới thu nạp. Nhà họ Triệu muốn loại bỏ Bàng Đại Ca, chính thức tiếp nhận thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông. Kẻ đồng ý đi theo nhà họ Triệu thì tất cả như cũ, nếu không đồng ý thì giết lúc này đã có hai người bởi vì cự tuyệt mà bị xử quyết tại chỗ thủ đoạn rất tàn nhẫn xuống tay không chút lưu tình nhất thời thế giới ngầm lòng người hoảng sợ không ít người đến suy nghĩ muốn chết cũng có rồi chỉ thiếu nước quỳ trên mặt đất khóc lóc nữa thôi vốn dĩ bọn họ chiếm cứ một phương làm vua trên đất của mình hoác yên hoa đến buộc bọn họ quy hàng làm chó quỳ trên mặt đất vì giữ mạng, bọn họ cam chịu. Sau đó, hoặc yên hoa đi rồi, bàng đại ca lại xông ra. Bọn họ lại bị thúc ép đi kinh doanh, rõ ràng là trong lòng không tình nguyện, trên mặt lại vẫn phải treo nụ cười nịnh bợ, như kiểu tắm rửa sạch sẽ nằm chờ người ta làm thịt vậy. Lúc này, người nhà họ triệu ở phía bắc đến. Tất cả phạm vi mà bàng đại ca thu nạp, nhà họ triệu, là đến để hái quả đã được để sẵn trong mâm. Cùng với hai lần trước đó không có gì khác biệt, đồng ý thì giữ được cái mạng, không đồng ý thì phải chết. Bọn họ là lão đại một vùng ở thế giới ngầm, vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ta coi là sủng vật tranh giành cướp giật. Rất nhiều người đều cảm thấy, bản thân sống chẳng khác gì một con đàn bà bán thân vậy. Đều là số khổ, bị người trà đạp lăng nhục như nhau. Khác biệt ở chỗ, đàn bà cởi quần áo bán thân để kiếm tiền. Còn bọn họ, chịu khuất nhục là vì mạng sống. Âm âm u u. Bên ngoài, mưa rất có. Thời tiết thay đổi. Mưa như chút nước, truyền đến mùi đất ẩm ướt. Cũng đem làm một mảnh trời đất trở nên âm u. Bàng đại ca biết, một khi nhà họ triệu ra tay, tuyệt đối không có đường sống trở về. Còn lại, chỉ có thể cầu mong. Đường Tuấn, tôi và cậu là anh em vào sinh ra tử. Lần này, lại phải kề vai sát cánh chiến đấu rồi. Bàng đại ca biết, nghiệp gia sẽ không bỏ lại mình mà đi nghiệp ra mỉm cười, thái độ kiêu ngạo lẫm liệt coi thường cái chết. Chết, cũng phải chết một cách sảng khoái. chương 178, ngạo khí. Tên lão đại kia mặt xám như cho tàn, anh bằng, hiện giờ, không ít người đã phản bội rồi, chi bằng. Chi bằng, chúng ta tạm đến thành phố Giang Tư tránh đi bão táp. Tất cả mọi người đều biết, thành phố Giang Tư, chính là cấm địa. Nhưng, đối với một người đi lánh nạn mà nói, nơi đó chính là thiên đường. Giang Hải không cho phép thành phố Giang Tư có tranh đấu, nhưng cũng không cấm đến thành phố Giang Tư du lịch. Trước đó, Bang đại ca đã từng lôi kéo Giang Hải, nhưng lần này, ông ta biết, cho dù ông ta có làm gì, cũng không có tác dụng. Cho dù có đến thành phố Giang Tư, kết cục của bọn họ cũng sẽ không khá khẩm hơn được. Giang Hải tuyệt đối sẽ không cho người bảo vệ bọn họ, mà nhà họ Triệu ở phía bắc, chẳng lẽ không biết tập kích ám sát sao? Cuống hồ, Bang đại ca và Đường Tuấn thà chết đứng cũng không muốn sống quỳ bàng đại ca nâng tách trà vẫn vững như núi thái sơn anh bàng bây giờ sinh nhà họ triệu tha thứ có lẽ vẫn còn kịp nhưng còn chưa kịp uống tách trà nóng lão phúc quản gia đã đi vào ưỡn ngực ngạo nghễ mỉm cười gian trá tay bàng đại ca dừng ở không trung cũng chỉ trong nháy mắt lập tức uống cạn tách trà nóng cuối cùng ông cũng muốn lộ thân phận rồi sao lão phúc cười ha ha anh bàng thì ra anh biết cả rồi. loại cáo già như bàng đại ca, người già thành tinh, làm sao không nhìn thấu được lão phúc cơ chứ? đường tuấn, loại người này nên xử lý như thế nào bây giờ? sắc mặt lão phúc chợt biến, anh bàng, anh dám động vào tôi? động vào ông, bàng đại ca mỉm cười. câu ăn cháo đá bát ông có hiểu không? không, phải gọi là ăn cây táo rào cây sung. ông, chẳng qua chỉ là một con chó vô dụng mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ông truyền đi bao nhiêu tin tức giả như vậy, nếu như nhà họ triệu phía bắc biết, kết cục của ông. Vẻ mặt lão phúc đông cứng, trong mắt dần lộ ra tia sợ hãi. Nghiệp ra lắc mình một cái, mà, ngay sau đó, cổ lão phúc xuất hiện một đường máu đỏ. Anh, làm sao có thể, mạnh như vậy? Bản lĩnh của đường Tuấn, nằm ngoài dự đoán của lão phúc, vừa ra tay, đã không thể phản kháng, càng không nói tới có thể toàn thân rút lui. Ông ta càng không thể biết được, Giang Hải đã tặng một quyển cổ võ tâm pháp cho nghiệp gia tập luyện. Đường tơ đỏ kia nhanh chóng khuếch đại, máu tươi phụt ra ngoài. Sắc mặt bàng đại ca lạnh lùng, ông, đối với tôi, đối với nhà họ triệu phía Bắc, đều vô dụng rồi. Nhìn xác lão Phúc, ánh mắt bàng đại ca phức tạp. Ông ta, chẳng phải giống như một con chó, bị người dùng chán rồi, bị mang đi làm thịt ăn sao. Ngã dầm xuống đất tên kia đang sợ cuống cuồng kia sắc mặt nhất thời tái nhợt hoảng sợ nhìn đường tuấn giống như là ngay sau đó đầu và thân ông ta cũng sẽ đứt lìa ra vậy bang đại ca mặt mày ủ rũ tạ đức thu dọn một chút sau đó đến thành phố giang tư đi tạ đức ngây ngô gật gật đầu nhưng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đến thành phố giang tư ông ta có thể sẽ chẳng còn gì nữa nhưng như vậy sẽ giữ được mạng sống trước giờ Tạ Đức đều hết lòng trung thành với Bàng Đại Ca, người vẫn xem là thông minh lanh lợi. Cảm kích nhìn Bàng Đại Ca, Tạ Đức suýt nữa thì cảm động đến phát khóc. Bắt ông ta phải buông bỏ địa vị mà cả đời gây dựng, trong lòng không cam chịu. Nhưng ông ta không hề oán hận. Bàng Đại Ca vẫn là vì lo lắng cho ông ta, cũng là cho ông ta đường lui. Thành phố Giang Thanh, gió nổi mây phun, không khí tàn sát hết sức tàn bạo. Mỗi ngày đều làm cho lòng người lo sợ thế giới ngầm lại một lần nữa hứng chịu chấn động mạnh, đến cả các hoạt động của người bình thường cũng chịu ảnh hưởng. Thành phố Giang Thanh đột nhiên xuất hiện mấy đại cao thủ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã thay thế địa vị của bàng đại ca. Ngay sau đó, khiến toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông phải nghe theo hiệu lệnh của nhà họ triệu ở phía Bắc. Nếu có người không theo, giết. Mùi máu tanh nồng đậm, vô cùng hung hãn. Mấy ngày tàn sát bừa bãi liên tiếp, làm cho thành phố Giang Thanh phủ đầy một màu máu đỏ, Trận chiến này khiến cho thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh mất đi hơn một nửa lượng người. Người thì chết, người thì bỏ trốn. Không ít lão đại ở thành phố Giang Thanh còn muốn ngồi xuống trả giá với nhà họ Triệu ở phía Bắc, đàm phán việc phân chia lợi ích, kết quả trực tiếp chết thảm. Điều này làm rất nhiều người kinh sợ. Rất nhiều người tưởng rằng lần này bang đại ca còn có thể trốn đi lánh nạn giống như lần trước. Nhưng, điều làm cho người ta không ngờ là, ông ta không đi mà một mực ở lại trang viên của mình. Sau trận mưa lớn, lại là một đợt khát bụi. Trên tấm bảng, hai chữ thiên địa cũng bị một lớp bụi thật dày che phủ, làm trang viên trông vô cùng tiêu điều. Mà bàng đại ca, khí thế thiên địa kia ở trong lòng, cũng dần đổ nát. Cuộc đời của ông ta đã gần đi đến phần kết. Tập hợp một đám đàn em, bàng đại ca bắt đầu phản kích. Dù sao chiếm cứ ở thành phố Giang Thanh nhiều năm như vậy, uy danh của bàng đại ca vẫn là có, Huống hồ, hai tên cao thủ nhà họ triệu ở phía Bắc làm việc quá tuyệt tình, hoàn toàn không chừa đường sống cho ai. Cho nên, người đi theo bàng đại ca cũng không ít. Lúc này, thành phố Giang Thanh sát khí ngút trời. Bàng đại ca nhất định sẽ không ngồi chờ chết, cho dù có phải chết, ông ta cũng phải đánh gãy hay cái, răng nanh của nhà họ triệu. Với lại, bàng đại ca cùng với nghiệp gia đều là cao thủ. Giống như một con khủng long bạo chúa già, nhìn thì có vẻ là có đầu rụt cổ sợ sệt, nhưng thật ra là đang chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng. Ban ngày, thành phố Giang Thanh vẫn là bầu trời ấy, ca hát múa may mừng cảnh Thái Bình. Mà đêm đến, chỉ còn lại một mảng đen màu máu. Hoành thiên giai thậm chí hạ lệnh, cắt bỏ đèn đường ở một vài ngã tư, thật sự là không muốn để người dân nhìn thấy máu tanh ngay đầu đường như vậy. Không lâu sau, bang đại ca chiếm lại một phần địa bàn, bắt đầu thể hiện ra chỗ đáng gờm của mình chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, bàng đại ca với nhà họ triệu phía Bắc, tạm thời hình thành nên cục diện rằng co căng thẳng. Nhưng, người minh mẫn đều có thể nhìn ra được, bàng đại ca đã là nỏ mạnh hết đà. So với sự tối tăm mù mịt ở thành phố Giang Thanh, thành phố Giang Tư, thật sự là một chốn bồng lai tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Đến nỗi, sông bão ở thành phố Giang Thanh, thành phố Giang Tư lại không hề có, một giọt mưa cũng không. Phía tây thành phố, Cao ốc tổng bộ của tập đoàn Uyển Như đang tiến hành lắp đặt thiết bị, tốc độ rất nhanh. Dự tính chỉ cần 2, 3 tháng nữa là có thể dọn vào, đến lúc đó, tất cả bộ phận của tập đoàn Uyển Như đều sẽ tập trung về một chỗ. Tỉnh Hải Đông, rất nhiều lão đại đều nhìn chằm chằm thành phố Giang Tư, mỗi người đều đang nghĩ, anh Giang ở thành phố Giang Tư, khi nào thì sẽ ra tay? Anh ta cuối cùng sẽ đứng về bên nào? Nhưng không ai ngờ được, Giang Hải lại đang nằm lười nhác, miệng còn ngậm điếu thuốc mà người nhà họ triệu phía bắc cũng phái tới thành phố giang tư lúc này không thể sinh thêm chuyện nhà họ triệu phải thận trọng giang hải vì thế đã cho người đến lôi kéo trước tốt nhất là chế phục được giang hải làm việc cho mình đối với việc này bàng đại ca cũng không hề lo lắng càng không hề để trong lòng bởi vì ông ta biết quyết định của giang hải là gì nhà họ triệu bỏ qua thành phố giang tư còn tốt nếu như vọng tưởng tiến quân vào thành phố giang tư vậy thì hậu quả nhà họ triệu nhận được, sợ là sẽ cực kỳ thảm. Không ai biết Giang Hải sẽ lựa chọn như thế nào, đương nhiên cũng không ai dại mà đến trêu chọc Giang Hải. Thảm, quá thảm rồi. Lần này, bàng đại ca coi như tiêu đời rồi. Anh Giang, chúng tôi huấn luyện thời gian dài như vậy, có phải nên hoạt động gân cốt một chút rồi không? Kim Thâu sắn tay áo lên hăm hở, mà Giang Hải lại đạp cho anh ta một cái. Cậu, đi hỏi ý kiến Tần Hiên, nếu như anh ta cảm thấy đi được, vậy thì cậu đi. Sắc mặt kim thâu nháy mắt trở nên khó coi, lại là Tần Hiên, anh ta không phục. Hiện nay, Tần Hiên đã không còn là đối thủ của Kim Thâu nữa, cho nên trong lòng anh ta không phục Tần Hiên. Chuyện phát sinh ở thành phố Giang Thanh, tự nhiên có người báo cáo với Giang Hải. Mức độ tàn nhẫn ở thế giới ngầm, thực sự vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Loại tứ chi phát triển như Kim Thâu, nhìn thấy mấy cảnh ấy, sẽ không cảm thấy buồn nôn ngược lại còn vô cùng hưng phấn tựa như là đang xem một bộ phim điện ảnh vô cùng kích thích vậy ngôn tình ngược các cậu có từng nghĩ tiến vào thế giới ngầm có lẽ có một ngày kết cục của bọn họ ngày hôm nay sẽ là kết cục của các cậu ngày mai sợ đếch gì chứ kim thâu khua môi chỉ cần đi theo anh giang đến đâu mà chẳng được ăn no uống say ai dám lên mặt với tôi càng đừng nói đến việc lấy mạng tôi bọn họ có một loại tự tin mù quáng đối với giang hải không tin ngẩng đầu ba thước có thần linh mà chỉ tin giang hải là vô địch những người này có một loại cuồng nhiệt khác thường đối với việc đánh đánh giết giết vô cùng khao khát nhìn xem thảm như vậy kim thâu lật xem ảnh chụp đánh nhau như vậy có phải cmn rất sảng khoái không giang hải nói các cậu còn kém xa lắm cao thủ trên đời này mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của các cậu nhiều lắm chỉ có bản thân lớn mạnh rồi, các cậu mới có phát hiện ra, mạnh là một con đường tu luyện không có điểm dừng. Ai cùng không thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh, vừa đuổi sứ giả của nhà họ Triệu ở phía bắc đi. Đối với nhà họ Triệu, Giang Hải không hề nể nang gì, thậm chí còn nói rõ, nếu như nhà họ Triệu dám động đến thành phố Giang Tư, Giang Hải sẽ khiến cho nhà họ Triệu phải nhớ đời. Tên sứ giả truyền lời kia, rõ ràng là nghĩ Giang Hải nói khoác anh Giang, anh nói, bàng đại ca, có thể ổn định lại không? Kim Thâu càng thiên hướng về bàng đại ca thắng. Ở thành phố Giang Thanh, bàng đại ca vẫn là rất nể mặt bọn họ. Nhất là việc dặn dò đàn em gặp bọn họ phải đối đãi khách sáo. Đây, không phải là quan hệ hữu nghị sao? Ổn định lại, Giang Hải nhìn về phía chân trời, nơi đó, đang có một đám mây đen chậm rãi tiến gần, tựa hồ biểu thị, thành phố Giang Tư cũng sắp không quá yên ổn nữa hai người kia nhà họ triệu không phải là đối thủ của bàng đại ca giang hải giao cho nghiệp gia cổ võ tâm pháp kia bàng đại ca làm sao có thể không xem cơ chứ mặc dù chỉ có một thời gian ngắn ngủi nhưng bàng đại ca và nghiệp gia lúc này đã xưa không bằng nay hai người kia của nhà họ triệu nếu dám đánh với bàng đại ca sợ là có đi không có về nhưng mà bàng đại ca muốn bảo vệ cho cả một mảnh thiên địa ở thành phố giang thanh tuyệt đối không thể dù sao nhà họ triệu ở phía bắc cũng là có hơn nghìn năm lịch sử so sánh xuống bàng đại ca chỉ là một nhân vật nhỏ ở thế giới ngầm mà thôi bàng đại ca và đường tuấn giống như hai con mãnh hổ nhà họ triệu phía bắc bởi vì sự tồn tại biến số của giang hải nên đánh giá sai thực lực của bọn họ không thể phủ nhận bàng đại ca và nghiệp gia đều kẻ mạnh hơn nữa chìm nổi mấy chục năm ở thế giới ngầm sự hung tàn của bọn họ đã đạt đến cực hạn sẽ không nương tay đối với kẻ địch. Bàng đại ca quyết chiến đến cùng, bề ngoài vô cùng oanh liệt. Giang Hải thậm chí còn có suy nghĩ, tự mình đi xem. Lúc này, Tần Hiên đến. Giang Hải nheo mắt, suy nghĩ. Anh Hiên, thành phố Giang Thanh bên kia, anh có suy nghĩ gì? Gần đây, Giang Hải vẫn luôn khảo nghiệm Tần Hiên. Muốn biết là Tần Hiên tự động não, hay là mỗi khi có việc đều sẽ đi hỏi Tần Hạo. Nếu như Tần Hiên trở nên trầm ổn, gặp chuyện biết cân nhắc kỹ lưỡng giang hải cũng sẽ yên tâm giao nhiều việc hơn cho anh ta làm anh giang thời gian ngày thành phố giang thanh không yên ổn tần hiên nói hiển nhiên là đã nghĩ qua vấn đề này rồi tôi nghĩ nên phái người đi bảo vệ cho lợi ích của tập đoàn uyển như giang hải gật gật đầu tỏ vẻ tán thành tần hiên liếc nhìn kim thâu muốn nói lại thôi giang hải dùng ánh mắt ra hiệu anh ta cứ nói tần hiên nói tranh đấu của người khác với chúng ta không liên quan, không chủ động trêu chọc chúng ta thì chúng ta cũng đừng dây vào. Chương 179 sắp kết thúc rồi. Nếu như phái phần tử hiếu chiến như Kim Thâu ra ngoài, rất có khả năng sẽ xảy ra loại chuyện. Buổi tối, bịt kín mặt, Ngụy Trang thành người của bàng đại ca ra ngoài đại sát một trận, Kim Thâu này thật đúng là làm ra được mấy chuyện này. Giang Hải cũng liếc Kim Thâu một cái, tên nhóc này đúng là một nhân tố không ổn định. Ngoại trừ Kim Thâu những người khác anh có thể tùy ý bố trí." Giang Hải thuận miệng nói. Kim Thâu trợn tròn mắt, "Anh Giang, sao lại ném em sang một bên? Em đánh nhau rất tốt, cũng là người chịu khó tu luyện nhất." Giang Hải nói, "Tôi là cần cậu làm việc mà, cậu đi rồi, bên người tôi không có lấy một người vừa ý để sai việc, chẳng lẽ cậu không muốn đi theo tôi?" Vừa nói như vậy, Kim Thâu đã cười, gãi gãi đầu, giống như là nhận được trọng dụng trước nay chưa từng có vậy. Tần Hiên ở một bên nhìn, thở dài, chỉ số IQ này, cũng thật sự là không có ai bị nổi luôn, thấp quá chừng thấp. Giang Hải hiện tại, yên tâm sống cuộc sống gia đình của mình, không quan tâm đến thế sự. Anh chỉ cần yên tĩnh quan sát, xem bàng đại ca và nghiệp gia phản công như thế nào. Xem bọn họ làm thế nào để khiến cho thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh phải khiếp sợ, làm nên một đoạn thần thoại tranh đoạt. Hít hít cái mũi. Giang Hải dường như đã ngửi được, một mùi máu tanh. Thành phố Giang Thanh, trong trang viên, Bang đại ca im lặng pha trà. Giờ phút này, ở nơi này, chỉ còn lại ông ta và Đường Tuấn. "Anh Bang, hiện giờ đã ở tình thế bế tắc, chúng ta rốt cuộc nên lật bàn cờ này như thế nào?" Sắc mặt Nghiệp ra trầm ổn, ngồi xếp bằng trên ghế. "Đến giờ rồi, hai anh em ta ra tay thôi." Bang đại ca cười nhạt, trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý. Hơi hợt nói, rất nhẹ nhàng thành thơi. Nhưng câu này nếu như để người ngoài nghe thấy, đều sẽ ý thức được màn quyết chiến chân chính sắp bắt đầu. Lần này, bàng đại ca với người nhà họ Triệu phía Bắc, nhất định sẽ có một phương đầu người rơi xuống đất. Qua vài ngày giao chiến, có thể dùng từ cực kỳ thê thảm để hình dung. Thi thể xếp chồng như núi, máu chảy thành sông, tiếng khóc gào khắp nơi. Đi theo con số thương vong tăng lên, những người tham gia tranh đoạt dần dần không còn tận lực hết mình nữa nhà họ triệu phía Bắc, lợi dụng thế lực bản địa thu phục được làm tiêu hao thế lực của bàng đại ca. Chẳng bao lâu, ở thành phố Giang Thanh, thế giới ngầm sẽ bớt đi rất nhiều người, cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Đến lúc đó, nhà họ triệu phía Bắc khống chế được cuộc diện, thống trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai cao thủ mà nhà họ triệu phái tới biết rõ nơi ở của bàng đại ca, nhưng trước sau đều không ra tay. Hiện giờ, đã đến lúc ra tay. Đêm đến, bầu trời tĩnh lặng, không một ánh trăng sao, là thời điểm thích hợp để giết người phóng hỏa. Một đám người, nấp trong bóng đêm, hùng hổ tiến thẳng đến ngoại ô. Mục tiêu chính là trang viên của bàng đại ca. Nhà họ triệu phía bắc sử hai cao thủ trẻ tuổi đến tiếp quản địa bàn thành phố Giang Thanh. Lạp Tử, Hạo Tuyền. Dù là ở phía bắc, hai người họ cũng được xếp vào hàng cao thủ. Nhưng so với bàng đại ca và đường Tuấn, không chỉ có ưu thế về tuổi tác, Lòng giả cũng rất độc ác, thân thủ cũng không phải tầm thường. Quan trọng nhất là bọn họ là cô nhi được nhà họ Triệu nhận nuôi từ nhỏ, độ trung thành cực cao. Cho bọn họ tiếp nhận tỉnh Hải Đông, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, trong vòng 20-30 năm sẽ không có bất kỳ biến động nào. Lạp Tử mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, vẻ mặt cương nghị. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt vậy mà đông cứng lại. Đường Tuấn, thành danh đã lâu, năm đó giết người ở thành phố Giang Thanh đến trời đất u ám, cũng không phải là hư danh. Thực lực của anh ta mấy năm nay vẫn luôn ở đỉnh cao, tựa hồ như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Điểm này, bọn họ không thể không cẩn thận xem xét. Trước đây, nhà họ Triệu phía Bắc đã âm thầm đi tìm đường Tuấn, cao thủ như vậy, cho dù là nhà họ Triệu cũng muốn giữ lại dùng. Đáng tiếc, nghiệp gia lựa chọn bằng đại ca. Hơn nữa, còn đánh tàn phế thuyết khách nhà họ Triệu phái đến để biểu thị rõ lập trường. Hạo Tuyền, khuôn mặt ngăm đen khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh. "Tí nữa, Nghiệp gia giao cho tôi." Lạp Tử nghiến răng, "Anh ta sớm đã muốn thử xem bản lĩnh của Nghiệp gia thế nào, xem xem anh ta có mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết không." "Đừng kích động, làm gì cũng phải cẩn thận mới được." "Dù sao, chúng ta cũng đem theo nhiều người như vậy." Hạo Tuyền càng thêm âm trầm, bọn họ tự mình ra tay, còn là đến nơi ở của bàng đại ca. Quyết chiến sẽ diễn ra ngay lập tức. Lần này đến thành phố Giang Thanh, bọn họ đã lập quân lệnh trang, nếu như không thể loại bỏ bàng đại ca, bọn họ sẽ sách đầu về lính tội. Hai người hạo tuyền biết, đối với nhà họ triệu ở phía bắc mà nói, địa bàn tỉnh Hải Đông quan trọng cỡ nào. Có lẽ, chút tiền mà bàng đại ca giao nộp trước kia chẳng đáng nhắc tới, đó là bởi vì bàng đại ca chỉ chiếm cứ một nửa thành phố Giang Thanh mà thôi. Hiện giờ, tỉnh Hải Đông đã nằm trong tay Bàng Đại Ca, địa vực là gần gấp 10 lần cái thành phố Giang Thanh, lợi ích trong đó không cần nói cũng đủ hiểu. "Nhanh lên." Lạp Tử hơi mất kiên nhẫn, thấp giọng thúc giục. Trang viên của Bàng Đại Ca ẩn giấu trong bóng đêm không hề thu hút chút nào, hơn nữa, khu nhà to như vậy, vậy mà chỉ có một căn phòng sáng đèn. Ngoài sân trang, rừng cây nhỏ xanh um tươi tốt, gió nhẹ thổi qua, sàn sạt rung động. Tay giơ lên, Hạo Tuyền ngừng bước tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. hạo tuyền hít mắt, đánh hơi được một tia bất ổn. bang đại ca chẳng qua chỉ là một tên gỗ mục, già khọp, đường tuấn cũng đã thoái hóa, đối phó hai người họ còn cần cẩn thận cái gì? dù sao cũng không được sơ suất. hạo tuyền nhỏ giọng nói, chúng ta bỏ qua đi. trong trang viên, bang đại ca vẫn im lặng ngồi uống trà. nghiệp gia nhắm mắt, như ngủ thiếp đi vậy, ngồi khoanh chân trên đầu gối anh ta đặt ngang một thanh kiếm dài thân kiếm hiện ra màu canh mũi kiếm rất cùn dường như không phải vũ khí sắc bén để mang đi giết người mà ngược lại giống như là hàng mỹ nghệ nhưng không ai nghi ngờ rằng thanh kiếm này có thể đoạt mạng người dưới ánh đèn mấy con thiêu bay vòng quanh va chạm vào nhau một con rơi vào trong chén trà của bàng đại ca bàng đại ca lặng lặng nhìn nhẹ giọng nói mày vốn không thuộc về chén trà này vậy mà cứ nhất định phải tiến vào tiến vào liền sẽ mất mạng. Vừa nói xong, Lạp Tử đã dẫn đầu xông vào. Mà, trong sân, chỉ có hai người bàng đại ca. Thời khắc đám người bước vào cửa, hai mắt đường tuấn, bỗng nhiên mở to. Một luồng sát ý, một luồng chiến ý, giống như cùng một lúc thổi qua. Cầu tạp trùng họ bàng kia, biết hôm nay nhất định phải chết, còn không nhanh khoanh tay chịu trói. Lạp Tử nhìn quét một vòng, lập tức cười ha hả. Đêm nay, quả thật sẽ có người chết. Chỉ là đáng tiếc, ô uế nơi ở của tôi rồi. Bàng đại ca nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, có hơi tiếc nuối, dư vị ngọt chát của chén trà, cũng cảm nhận được vị đắng chát. Cũng giống như đời người, trung quy vẫn có đắng chát có ngọt bùi. Nhưng, giờ phút này, bàng đại ca thưởng thức không phải là cuộc đời của chính mình, mà là hai người hạo tuyền. Muốn uống một ly không? Động tác bàng đại ca nhẹ nhàng như cũ, Giống như người già có trí quy ẩn ở nơi thế ngoại đào nguyên không hỏi sự đời vậy. Các cậu đời này, sợ là không còn cơ hội uống trà nữa đâu. Khốn nạn, lão già kia, chịu chết đi." Lạp Tử từ sau lưng rút ra mấy đoạn côn thép, lắp ráp tinh tế, lóe ra tia sáng chói lọi. Nghiệp Gia tiếp tục nói, "Cậu là Lạp Tử?" "Đúng là ông nội mày đây." Lạp Tử ngoắc ngoắc ngón tay, "Nhanh nào, chúng mày chết sớm cũng sẽ đầu thai sớm chút." Vội vàng chết như vậy, cũng không tốt lắm đâu, nghiệp gia cười mỉm, chậm chạp đứng dậy, thân hình như kiếm. Mà, lúc này, tất cả ánh đèn trong trang viên đột nhiên bừng sáng, giống như ban ngày. Sắc mặt lạp tử đông cứng lại, cho là bàng đại ca âm thầm có mai phục, cảnh giác nhìn bốn phía. Con người hạo tuyền co rút lại, cả người thoáng run rẩy trong chốc lát. Trên vách tường xoanh quanh, dưới mái hiên, hiện ra một đống vỏ rượu, theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lắc lư. Không phải mai phục, nhưng còn hơn cả mai phục. Hạo Tuyền biết bọn họ đã chui vào vực sâu rồi. Trong những cái vỏ này, không cần hỏi cũng biết, nhất định là thuốc nổ cực mạnh. Nếu bọn họ thắng, bang đại ca đúng lúc hỏa táng cho chính mình, thân thể ông ta không bị khi nhục. Nếu bọn họ thua, những vỏ rượu này tự nhiên là không còn tác dụng gì. Thua chính là chết, nhưng giờ phút này, bất luận thắng thua, bọn họ dường như nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hạo tuyền giọng khản đặc, gào thét, lão già họ bàng kia, ông đúng là CMN đủ tàn nhẫn. Trang viên trước sau có ba gian, vị trí bọn họ đứng, chính là sân giữa. Muốn thoát khỏi nơi này trước khi kích nổ, trừ khi là có khả năng phi thiên độn thổ. Một đám người đằng sau, hoàn toàn rơi vào rối loạn. Bọn họ đến để giết bàng đại ca, chứ không phải tới để tìm chết. Bàng đại ca không hề bận tâm, đặt hai chén trà ở trước mặt uống một ly nói chuyện một lát nói ông nội mày lửa giận của lạp tử vừa kiềm xuống lại nổi lên mặc kệ có phải thuốc nổ hay không đánh trước tính sau nếu như tiêu diệt hai người này với tốc độ đủ nhanh hai người họ sao mà kịp châm lửa hạo tuyền hiển nhiên nghĩ được càng nhiều vội kéo lạp tử đang muốn xông qua đó đúng lúc tôi có hơi khát nói chuyện một chút cũng được vậy anh bàng thử nói xem những người sắp chết thường sẽ suy nghĩ cái gì Bàng Đại ca lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, đây là tích góp cả đời của tôi, tất cả đều ở đây. Chỉ cần các cậu coi như là tôi đã chết. Tha cho ông, Hạo Tuyền híp híp mắt, tựa hồ thật sự suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Tha cho ông, nhà họ Triệu sẽ bỏ qua cho chúng tôi chắc. Lạp Tử thẳng thắn, giọng khản đặc gào lên, họ Bàng kia, ông sống cũng từng này tuổi đầu rồi, chết cũng được rồi. Hạo Tuyền lại ngược lại, rất sảng khoái nhận lời nhưng lại trần trừ khống tiến lên không lập tức thò tay qua lấy lạp tử phẫn nộ nói hạo tuyền cmn cậu đang làm cái trò gì anh ta nào biết hạo tuyền không muốn chết ở đây nếu như có thể cầm tiền an toàn thối lui lại tìm cơ hội lấy mạng của bàng đại ca sau là được hà cớ gì phải ở đây đông quy vô tận bàng đại ca có muốn thiết kế một cái bẫy như vậy bọn họ cũng không dễ dàng mắc bẫy như vậy nữa lạp tử chẳng lẽ đến lời của tôi cậu cũng không nghe nữa à hạo tuyền quay đầu ném cho lạp tử một ánh mắt xoay người đối diện với bàng đại ca mật mã viết ở trên thẻ bàng đại ca từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên chỉ tay về chén trà dùng tay ra hiệu mời uống mà chính mình lại nâng chén trà lên uống hết để chứng minh không có độc hạo tuyền rất cẩn thận ly trà đó anh ta tuyệt đối không uống thật cẩn thận đề phòng mà tiến lên thái độ vô cùng cảnh giác nhẹ nhàng cầm tấm thẻ lên nhìn trên này, đúng thật là viết 6 con số. Trong này, có bao nhiêu tiền? Bàng đại ca nói, kiểm tra là biết, đời này của tôi, rất thích tích góp tiền. Thật không ngờ, đến cuối lại là dùng để mua một cái mạng. Tiền bạc là có giá, còn mạng, là vô giá. Hạo tuyền nói, ông, nên cảm thấy may mắn, mạng còn có thể mua được. Đúng vậy, bàng đại ca đặt chén trà xuống, cùng lúc đó, trong mắt hiện lên tia sắc bén, dưới bàn, một chiếc kim nhọn lạnh lẽo bắn về phía yết hầu hảo tuyền cẩn thận lạp tử thét lớn đương tuấn ánh mắt sắc bén xẹt qua cảnh giác chú ý từng động tác của lạp tử giờ phút này lạp tử cho dù muốn cứu cũng không còn kịp nữa chương 180, kẻ phải chết bàng đại ca ra tay thì chắc chắn hảo tuyền sẽ không có cơ hội sống keng tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên hảo tuyền chặn lại được chiếc phi đao nhỏ dài ba tấc nhưng khi anh ta nhìn lên, thì Bàng Đại ca lại đang cười lạnh, lộ vẻ thắng lợi. Hai ngón của ông ta tay kẹp một con dao nhỏ, rồi đâm thẳng vào ngực của Hạo Tuyền. "A, à, ông." Hạo Tuyền ngừng một chút, trong mắt xẹt qua tia tuyệt vọng. Một ly trà, một chiếc thẻ, cầu xin tha mạng, tất cả chỉ là kế hoạch của Bàng Đại ca, ông ta muốn Hạo Tuyền đứng ở trước mặt mình, như vậy mới kích thích. "Đây, không phải âm mưu, mà là âm mưu của âm mưu mới đúng." bởi vì, bàng đại ca đã đoán được, thuốc nổ ở trong những chiếc bình đó có thể khiến cho hạo tuyền biết khó mà rút lui. Mặc dù biết đây là cái bẫy nhưng vẫn nhất định muốn nhận chiếc thẻ này, rồi giả vờ rút lui an toàn. Đường Tuấn cầm kiếm đứng, lạnh lùng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Trên mặt bàng đại ca hiện ra nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta rất nhanh đã tắt xuống. Ngực của Hảo Tuyền dần dần xuất hiện một làn khói độc màu xanh biếc, có mùi cay. Bàng đại ca lập tức bịt mũi lại, nhưng muộn rồi. Có độc, bụp, đá thi thể của hạo tuyền ra xa, rồi bàng đại ca lảo đảo, ngã dầm xuống đất. Mọi người đều không ai nghĩ đến chuyện này, trên người hạo tuyền thế mà lại giấu kịch độc, đúng lúc bàng đại ca lại đâm vỡ nó. Độc tính quá mạnh, khiến cho lông tơ trên người của người khác dựng hết cả lên. Ha, ông, chết. Hạo tuyền quằn quại trên mặt đất, không nói nên lời, Trước khi chết còn lộ ra vẻ mặt rất dữ tợn. Hạo Tuyền, Lạp Tử gào lên. Lạp Tử và Đường Tuấn cùng động thủ, một người nhào về phía Hạo Tuyền, một người nhào về phía Bàng Đại Ca. "Đừng lại gần." Bàng Đại Ca cắn răng, gương mặt tím tái, nhìn máu ở ngón tay của mình chảy ra. Một tiếng hét vang lên khiến Đường Tuấn tỉnh táo lại. Anh ta dừng bước, vẻ mặt bi thương. Nếu đánh thẳng mặt, thật ra với thân thủ hiện tại thì Hạo Tuyền không phải đối thủ của Bàng Đại Ca nhưng bàng đại ca tính toán cả đời, mặc dù thật sự có năng lực, nhưng ông ta vẫn muốn ngưu lợi cho bản thân. Kết quả, thông minh bị thông minh hại. Lạp tử cũng dừng bước. Anh ta lập tức che miệng lại, hai mắt lạnh lùng. Lão già họ bàng kia, già rồi mà vẫn chưa chịu chết. Lạp tử giống lên một tiếng, hoàn toàn điên cuồng, lấy ở bên hông ra một cái mặt nạ bảo hộ, nhanh tay đeo vào. Mấy tên cao thủ ở sau lưng anh ta cũng làm theo đồng tử của đường tuấn co lại thầm nghĩ không ổn mấy tên xúc sinh này định dùng độc hạo tuyền chết mà không nhắm mắt anh ta nghĩ bàng đại ca sẽ ra tay nhưng không ngờ bàng đại ca lại nhanh như vậy bàng đại ca chết hai mắt trợn trừng trừng ấy vậy nhưng trên mặt lại có kẻ như được giải thoát sắc mặt đường tuấn vô cùng âm trầm thanh kiếm run lên đi từng bước một về phía châu cao anh ta muốn giết người muốn những kẻ này phải đi theo bàng đại ca không có bàng đại ca đường tuấn đã không còn gì để luyến tiếc nữa chỉ là một người cô độc nên mỗi nhát kiếm chém xuống đều muốn lấy mạng kẻ khác ai cũng biết việc đường tuấn muốn làm là gì bàng đại ca còn sống đường tuấn cũng được tính là có chỗ dựa thành phố giang thanh chính là chỗ dựa của anh ta cũng là nhà của anh ta bàng đại ca mất rồi dù chuyện liều lĩnh thế nào đường tuấn đều có thể làm ra được anh ta muốn giết ai thì người đó chắc chắn phải chết bóng và ánh sáng của thanh kiếm ánh lên bốn phía. Máu tươi văng ra, chân tay bị chặt đứt bay ra tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Màn đêm hôm nay dường như bị xé rách, lại giống như bị màu máu nhuộm đỏ. Đánh trực diện khiến cho Lạp Tử cảm thấy lạnh cả sống lưng, sao Đường Tuấn lại mạnh đến vậy? Không, chắc chắn tình báo sai rồi. Anh ta cầm cái côn dài trong tay, thân hình to lớn lùi về phía sau bả vai lúc này đã bị chém một nhát kiếm. đương nhiên Đường Tuấn sao có thể để anh ta chạy thoát được? lắc người một cái lập tức tước đi tính mạng của mấy tên bên cạnh. sau đó đứng trước mặt của Châu Cao. mày không thể nào, mày không phải, không phải là võ giả. Lạp Tử lập tức xoay người, không do dự vung cái côn lên, bắt đầu múa may lung tung như kẻ điên. khói độc màu xanh trên người của mấy người đó dần dần tan ra, rất nhanh lan ra khắp nơi khiến nơi này biến này vùng độc đến mức một ngọn cỏ cũng sống không nổi. Cũng có hiểu biết đấy, Đường Tuấn đã luyện tập tâm pháp cổ võ của Giang Hải Tặc, tuy chưa được tính là cổ võ giả, nhưng với một võ giả bình thường mà nói, thì giống như thăng hoa, hay nói cách khác là được niết bàn trọng sinh vậy. Thanh kiếm trong tay hơi run lên, cổ tay cũng vung lên, một tiếng vút kiếm nghe rất rõ ràng. Tiếng kiếm vang lên nặng nề, làm tê dại tinh thần của đám người. Đường Tuấn không không muốn nói một câu vô nghĩa nào nữa, hiện giờ trong mắt anh ta chỉ tràn ngập sát khí. Giết để cả hết, vì bang đại ca, vì chính mình, vì cái vận mệnh làm chó săn cho nhà họ chịu bao nhiêu năm nhưng vẫn bị tàn sát. Giết hết, một thanh kiếm bình thường, giống như bị một loại năng lượng cực mạnh nào đó xâm nhập vào, mỗi lần vung lên sẽ cướp đi một sinh mệnh. Máu tanh, tàn bạo, đây không phải là quy tắc không thể thay đổi của cái vòng luẩn quẩn này sao? chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách hưởng thụ cuộc sống. Đường Tuấn cũng không muốn giết Lạp Tử vội, chứ không thì Lạp Tử đã mất mạng từ sớm rồi. Trên người Lạp Tử dần dần xuất hiện hơn 10 vết thương, da thịt lộ ra, máu chảy không ngừng. Lạp Tử biết bản thân đã không thể chạy thoát được, giờ khí độc đã lan ra khắp nơi, xâm nhập vào trong cơ thể, giờ đây chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt Lạp Tử lóe lên một ý nghĩ, nếu đã chết thì cứ đồng quy vô tận luôn đi anh ta vỗ ngực, khói độc màu xanh rất nhanh bay ra. Đường Tuấn không thèm nói lời nào, ngay cả khi anh ta đang đứng ở hướng gió bay, thì vẫn giống như không bị ảnh hưởng gì. Mày đã muốn chết, tao sẽ thanh toàn cho mày. Sắc mặt đường Tuấn lạnh lùng làm cho người khác sợ hãi. Anh ta quay đầu lại nhìn bàng đại ca, cười rất thê lương. Bàng đại ca bị chúng độc chết, đúng là có hơi oan. Đường Tuấn lấy ra một cái điều khiển từ xa, không do dự ấn nút nóc nhà mái hiên trong phòng đồng thời phun ra tia điện ngay lập tức kíp nổ được kích hoạt lạp tử đã không thể chạy thoát bản thân anh ta cho dù là chạy thoát thì cũng sẽ chết vì chúng độc giết giết nó cho tao cùng chết đi lạp tử gào thét như một tên bị bệnh tâm thần điên cuồng gào thét lúc này những kẻ đeo mặt nạ lại rất sợ hãi thấy anh ta kích hoạt kíp nổ thì sợ tới mức run lẩy bẩy có người không nói gì vội vàng quay đầu bỏ chạy giờ phút này, lạp tử lại cười tới mức vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Lạp tử gào thét, điên cuồng đánh về phía đường Tuấn. Bù ưng, thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh rất nhanh biết được, ở biệt thự của bàng đại ca ở ngoài thành phố Giang Thanh phát ra tiếng nổ vang trời như sấm, hơn nữa còn có một luồng sáng đến trói mắt. Mặc dù là đêm khuya nhưng tin tức này vẫn được truyền đi rất nhanh. Bàng đại ca giống như một con cá sâu đáng há miệng chờ mồi, Vậy mà lại bị xử lý những kẻ đến giết mình không còn một mảnh giáp. Nhiều năm như vậy, không ai biết thân thủ thật sự của Bàng Đại ca, có thể tiêu diệt gọn gàng hai tên cao thủ của nhà họ Triệu ở phía bắc như vậy, rõ ràng ông ta đã che giấu rất kỹ. Toàn thế giới ngầm như trải qua một cơn địa chấn. Sự oanh liệt của Bàng Đại ca đã khiến cho không ít người phải biến sắc, khiến cho mọi người đều đồn rằng ông ta có thực lực sâu không lường được. Tin tức được truyền đi rất nhanh nhưng thế giới ngầm cũng đã được yên bình lúc nào đâu thậm chí không ít đại ca đã muốn tẩu tán sản nghiệp để lấy tiền mặt thần không biết quỷ không hay rời khỏi cái nơi lộn xộn này người của nhà họ triệu ở phía bắc đã chết hết cả rồi bàng đại ca cũng chết tỉnh hải đông chưa bao giờ sạch sẽ như vậy giống như một nơi trống rỗng hoàn toàn không thấy người trong thế giới ngầm hoạt động nữa đa số mọi người khi đi qua biệt tự của bàng đại ca đều cảm thán không lâu trước đây nơi này vẫn còn là một căn biệt thự xinh đẹp, mà bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Mà đường Tuấn lại biến mất không thấy đâu. Anh ta mang theo thanh kiếm kia biến mất không thấy bóng dáng đâu. Có người nói, đường Tuấn đã bị nổ thành cho. Cũng có người nói, đường Tuấn đã bị người nhà họ triệu ở phía bắc xé xác rồi. Còn có người nói, đường Tuấn đã rời đi, từ nay về sau, không ai còn thấy anh ta nữa. Nhưng, những người hiểu đường Tuấn đều biết anh ta tuyệt đối sẽ không trốn đi, anh ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ kẻ thù. Mặc dù, kẻ thù này của anh ta là một kẻ rất có thế lực, rất có thể anh ta sẽ vĩnh viễn cũng không trả được thù. Nhưng, anh ta không cần nghĩ nhiều, anh ta sẽ mãi mãi đi trên con đường báo thù này. Bàng đại ca đã chết, tin tức này đương nhiên sẽ được truyền về phía Bắc. Nhà họ triệu ở phía Bắc biết được tin này cũng không hề bất ngờ, chuyện này là chuyện rất bình thường nhưng cả Lạp Tử và Hạo Tuyền đều phải bỏ mạng, thì đúng là khiến cho nhà họ Triệu có chút tổn thất. Hai người này là hai kẻ trung thành mà nhà họ Triệu bồi dưỡng từ nhỏ, thủ đoạn rất được, thân thủ lại bất phàm. Bàng Đại Ca và Đường Tuấn sao có thể là đối thủ của họ chứ? Nhưng, sự thật chính là sự thật, thi thể của hai người họ đang trên đường được người nhà họ Triệu đưa về. Nhà họ Triệu vẫn phải gánh chịu tổn thất hai võ giả. Phải biết rằng, để bồi dưỡng được hai người bọn họ, nhà họ Triệu không chỉ phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên, mà còn phải cần cả thời gian nữa. Để bồi dưỡng được một võ giả chậm thì 5 năm, lâu thì phải hơn 10 năm. Hai người họ chết đi thì chính là gần 10 năm tâm huyết của nhà họ Triệu đổ sông đổ biển. Làm cho nhà họ Triệu khiếp sợ hơn nữa chính là đường tuần ấy thế mà lại không chết. Hiện trường vô cùng thê thảm, xác chết cụt tay cụt chân nằm la liệt, máu chảy thành sông. Vụ nổ kia đã giết chết rất nhiều mạng người nhưng lại không có thi thể của đường Tuấn, bị vỡ nát sao? Nhưng làm sao có thể vỡ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được chứ? Dạng sáng, nhà họ Triệu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đường Tuấn, sao có thể giết được hai người lạp tử chứ? Cứ cho rằng nó đã dở thủ đoạn đi, nhưng sao có thể toàn mạng mà thoát khỏi đó được? Người nhà họ Triệu giận không nhịn được, tên chó má bằng đại ca này bọn họ đã nuôi hơn 10 năm, đến cuối cùng lại quay lại cắn bọn họ một cái hơn nữa còn cắn rất đau nữa với nhà họ triệu mà nói nhà họ đã tạo ra vị trí của bàng đại ca thì bàng đại ca phải đặt lợi ích của nhà họ triệu lên hàng đầu thậm chí nhà họ triệu không yên tâm về ông ta muốn ông ta phải chết thì ông ta cũng phải vui vẻ chịu chết cho ông ta uống rượu độc ông ta cũng phải vui vẻ chịu đựng đường tuấn rất mạnh lúc trước chúng ta đã coi thường anh ta rồi một tên mặt đen của nhà họ triệu nói dựa vào hình ảnh mà người bên tỉnh hải đông gửi tới những vết thương trên thi thể kia nói rõ vũ khí và thủ đoạn của đường tuấn hơn nữa theo phân tích hiện trường bản lĩnh của đường tuấn vượt qua tưởng tượng của chúng ta tên còn lại hư lạnh chỉ là một con chó được người khác nuôi thôi mà không thể để tên đường tuấn này còn sống nếu thằng nhãi đó làm liều thì nhà họ triệu cũng gặp chút khó khăn đó tên mặt đen nhíu mày đường tuấn cũng nắm giữ rất nhiều bí mật của nhà họ triệu nếu người của nhà họ triệu biết rõ phải nhanh chóng giải quyết đường tuấn nhưng vấn đề là đường tuấn đang ở đâu sau khi biệt thự bị nổ đường tuấn cũng biến mất dù có ở chân trời góc biển nhà họ triệu cũng phải bắt đường tuấn về trừ phi đường tuấn tự sát nhưng anh ta liệu có lộ diện không mọi người trầm mặc không ai nói chuyện đều đang suy tư nghĩ xem nên dùng cái gì làm mồi câu để dụ đường tuấn ra Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.